Dưới sự hối thúc kết hôn của gia đình, anh chàng Hạ Văn Cảnh, CEO tập đoàn Hạ Thị phải cầu cứu tới bạn thân, nhờ anh bạn này sắp xếp một cô gái để đối phó với gia đình. Cùng lúc đó, cô gái thời Ninh, thiên kim nhà họ Thời cũng bị ông nội ép kết hôn với một người cô không quen biết. Vì không muốn tuân theo định hôn của ông, Thời Ninh đã lén nhờ cô bạn thân thuê người đóng giả kết hôn để qua mắt ông nội. Trùng hợp cả hai người đều hẹn bạn diễn đến cùng một khách sạn. Cô gái cởi bỏ áo khoác, hóa thành cô nàng shipper, thành công che giấu thân phận thiên kim giàu có. Oái am thay, vừa đến nơi cô lại không nhớ rõ số phòng. Đứng giữa hai căn phòng 809 và 806, cô quyết định tin vào trực giác. Sao còn chưa mở cửa nữa? Đẹp trai quá. Giao đồ ăn à? À, làm thêm thôi. Vậy cô là? Đúng là tôi. Chúng ta vào trong rồi nói. Đóng cửa. Trong vòng 10 phút thì xong chuyện, được chứ? 10 phút? Lâu quá hả? Vậy 5 phút. Đẹp trai, dốc dáng tốt. Trao đổi thông tin cá nhân xong thì đi đăng ký kết hôn. Cô làm nghề này bao lâu rồi? Tất nhiên tôi lần đầu làm rồi. Chắc không phải anh từng làm rất nhiều lần rồi đó chứ? Tôi cũng là lần đầu. Tại sao cô phải làm cái này? Cuộc sống đưa đẩy thôi. Còn anh? Cố ý sắp xếp một cô gái để đối phó với lão gia. Nhớ ký nhận đó. Cuộc sống đưa đẩy thôi. Vậy thì chúng ta bắt đầu đi. Gấp gáp quá nhỉ. Gấp gáp quá nhỉ. Anh làm gì vậy? Cô hét cái gì? Cô không thấy tôi đang mặc đồ à? Anh mặc đồ vào đi rồi hẳn nói chuyện với tôi. Không phải là cô muốn à? À, là gì chưa nói giá cả phải không? Cô ra giá đi. Ý gì vậy chứ? Còn muốn đưa giá khởi điểm nữa. 20 vạn không mặc cả. Vì 20 vạn mà bán đi cả lần đầu tiên của mình. Quả như là muốn tống tiền. 20 vạn đã nhiều lắm rồi. Từ nhỏ nhà tôi đã rất nghèo. Cha mẹ mất sớm. 20 vạn đủ để tôi tiết kiệm sống nửa đời đó. Đáng thương vậy sao? Cô không làm được à? Tất nhiên rồi. Nếu không tôi tìm anh làm gì? Vừa nãy tôi chỉ đùa thôi. Làm như vậy là phạm pháp đó. Không đâu. Chỉ cần hộ khẩu là thật thì không phạm pháp. Hộ khẩu? Đúng. Kết hôn tất nhiên phải cần hộ khẩu rồi. Cô nói với tôi nãy giờ là chuyện kết hôn sao? Không thì còn gì nữa. An An chưa nói rõ với anh sao? Họ hàng trong nhà ép gả, tôi không muốn mới đưa ra hạ sách này. Trong nhà ép gả cô cho ai? Cho một tên đàn ông xấu xa tầm thường. Nói ra anh cũng không biết. Họ hàng nhà cô ấy chắc là vì tiền mới bán cô ấy cho nhà giàu có. Thật độc ác. 20 vạn đã là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi rồi. Anh có kết hôn không thì nói. Cô gái này thật thú vị. Đăng ký kết hôn với cô ấy để đối phó với việc kết thông gia trong nhà cũng được. Không chịu thì tôi tìm người khác. Đợi đã. Chịu. Nghe nói tên công tử này giàu nứt đổ dách. Mình nhất định phải thể hiện cho tốt. Tranh thủ cơ hội một bước lên mây. Một bước lên mây. Anh là... Đúng, là tôi. Sao giờ cô mới đến? Không phải 806 sao? Cô nhớ nhầm rồi, mau qua đây đi. À, được. Vậy đi. Đi kết hôn thôi. Mình thật sự tự gả mình đi rồi. À, cái đó tôi đi trước đây. Nếu có chuyện gì thì chúng ta cứ liên lạc qua điện thoại. Nè, đợi đã.
để tôi tiễn cô. Anh có xe à? À, tôi bắt xe tiễn cô. Trời ơi, không cần, bắt xe đắt lắm, tôi đi xe buýt được rồi. Khương Tổng. Khương Húc, trợ lý riêng của Hạ Văn Cảnh. Vị này là... À, vị này là Khương Tổng. Thỉnh thoảng tôi làm tài xế cho anh ấy. Tiểu Hạ làm việc chăm chỉ lắm, tôi yên tâm lắm. À, vậy à. Vậy anh cứ làm việc chăm chỉ đi, làm tài xế còn tốt hơn làm mẫu nam đó. Mẫu nam. À, xe buýt của cô đến rồi, cô mau đi đi. À được, vậy thì tôi đi trước đây. Anh làm tốt nhé, cố lên. Sếp. Sếp. Hả? Anh đi làm mẫu nam từ lúc nào vậy? Câm miệng đi. Đúng rồi sếp, vị tiểu thư lúc nãy là vợ mới cưới của tôi. Vợ mới cưới? Cái gì? Mời đại tiểu thư lên xe, lão gia đang đợi cô. Quản gia Trần, quản gia nhà họ Thời. Lão gia, đại tiểu thư về rồi. Thời lão gia, ông của Thời Ninh. Kêu con đi gặp Hạ công tử. Mà con chạy đi đâu vậy? Ông à, con đi đăng ký kết hôn rồi. Cái gì? Ông ơi, nếu mà con đã kết hôn rồi, có phải là không cần kết thông gia với nhà họ Hạ nữa rồi không? Con không muốn kết thông gia, cũng không thể tùy tiện tìm người dớ dẫn ở đâu đó để kết hôn vội được chứ. Mau ly hôn cho ông. Không, có dớ dẫn đến mức nào nữa thì cũng tốt hơn công tử nhà họ Hạ. Con nói lung tung cái gì đó? Con có biết là... Con biết, mọi người nói cho con hết rồi. Hạ gia công tử đó vừa mập vừa xấu, còn thích đàn ông nữa. Ai nói với con hả? Đại tiểu thư, lão gia cũng chỉ là sợ cô bị lừa. Đàn ông ở bên ngoài e đều đến vì tiền cả. Yên tâm đi, con đã che giấu thân phận rồi. Vậy chứ nó muốn gì ở con? Chắc là tại con đẹp. Còn có 20 vạn nữa. Nông cạn. Nông cạn thì đã sao chứ, dù sao anh ấy cũng đẹp trai. Hạ Tổng cũng là nhân tài đó. Chú đừng có hù dọa con, anh ta nhất định không có đẹp trai như chồng con đâu. Ông mà, chắc là ông sẽ không tàn nhẫn muốn chia quyền rẻ thúy đúng không? Giấy kết hôn đâu? Ông, không phải là ông muốn xé giấy kết hôn của con đó chứ? Ông là muốn nhìn xem đối tượng của con trông như thế nào thôi. Hạ Văn Cảnh. Thế nào, tên của chồng con dễ nghe không? Hạ. Trời ơi ông ơi, anh ấy cũng họ Hạ, nhưng mà không có số giàu sang đâu. Nhưng mà cưới gà theo gà, con cũng không chê anh ấy nghèo. Nhưng mà cậu ta chính là... Trời ơi được rồi, ông à, con muốn lấy anh ấy. Ông có khuyên thế nào con cũng sẽ không ly hôn đâu. Ừ, hôn sự này ông đồng ý. Ông thật tốt mà. Lại nịnh hót rồi. Nhưng mà chuyện con đến tập đoàn Hạ Thị thực tập thì vẫn phải thực hiện như thường. À, cái gì mà à? Hạ Thị là doanh nghiệp hàng đầu Đế Kinh, để con đi thực tập là vì tốt cho con. Con biết rồi, nhưng mà con có một điều kiện. Nói đi. Con muốn che giấu thân phận, dựa vào thực lực bản thân để đi lên. Ông đồng ý. Vậy nếu như không còn việc gì nữa, vậy con lên lầu trước đi. Đợi đã. Ông còn gì căn dặn nữa à? Nếu mà đã kết hôn thì còn ở trong nhà làm gì nữa? Dọn ra ngoài đi, sống chung với chồng con kìa. Hả? Căn đó thì sao? Hạ Tổng, anh muốn ở mấy người? Hai người. Sếp, không phải anh thật sự đối với cô gái đó nhất kiến chung tình rồi chứ? Nhiều chuyện để làm gì, câm miệng lại đi. Không cho mình ở nhà, vậy thì mình tự đi mua nhà.
Sao không có ai ra giới thiệu hết vậy? Đó là đang tiếp khách hàng lớn nào vậy? Tôi muốn mua nhà. Các người... Anh mua nhà hả? Cô mua nhà hả? Anh nghe nhầm rồi. Tôi là muốn thuê nhà. Bị bắt chẹt rồi. Đúng, thuê nhà. Tôi lấy đâu ra tiền mua nhà chứ? Anh đi mua nhà hả? À, tôi... Cái đó, cô nghe tôi giải thích đã. À, anh không cần giải thích, tôi biết cả rồi. Cô biết gì rồi? Anh đi xem nhà với Khương Tổng đúng không? Khương Tổng giàu thật. Anh ấy xem toàn là mấy căn biệt thự tất đất tất vàng thôi. Đúng, đúng, đúng. Tôi thật sự hâm mộ những người giàu có. Tôi cũng muốn sống trong biệt thự. Không cần hâm mộ, tối nay tôi sẽ cho anh vào ở. Không cần muốn. Tối nay tôi sẽ để cô vào ở. Tôi vào nhà vệ sinh đã. Được. Sếp, bên nhà anh vừa gọi điện thoại đến. Có chuyện gì? Thiên kim của thời gia, người sẽ kết hôn với anh, đã về nước rồi. Bên nhà anh kêu tôi truyền đạt lại. Nói với Hạ Giang Cảnh, cái thằng nghịch tử đó, ngày mai phải đến ngự cảnh viên để gặp mặt thiên kim của thời gia. Tôi đã kết hôn rồi, không đi. Nếu như thằng nghịch tử đó còn dám nói không đi, ta sẽ đập gãy chân nó. Hử? Sếp à, cái này không phải do tôi nói đâu, là ba anh nói đó. Anh đi không? Ông ấy đã nói vậy rồi, không đi sao mà được. Vậy để tôi sắp xếp thời gian rảnh ngày mai cho anh. Ừ, cậu giúp tôi một việc. Việc gì? Đi mua lại căn biệt thự lúc nãy đi. Cho thuê một vạn. Không, giá thuê 5.000 một tháng cho vợ tôi thuê. Hả? Người đó là chồng tôi. Anh ấy rất nghèo. Tôi không muốn làm tổn hại lòng tự tôn của anh ấy. Tôi có thể mua lại căn biệt thự này không? Sau đó thì cô nói với anh ấy, cho anh ấy thuê 5.000 một tháng. Chồng của cô rất nghèo sao? Sao vậy? Cô biết chồng tôi hả? Ờ, tất nhiên. Sao vậy? Cô biết chồng tôi à? Ờ, tất nhiên. Đang nói gì vậy? Tôi đang hỏi thuê phòng thì có giá ưu đãi gì không thôi. Tất nhiên là có rồi. Ừ, ờ. Cô thích căn đó đúng không? Vừa may là Tiểu Hạ cũng làm việc rất chăm chỉ. Nếu mà vợ của Tiểu Hạ thích, vậy thì tôi mua lại. Sau này cứ thuê giá 5.000 một tháng đi, cho hai người thuê. Hả? Tôi thật không ngờ con người Khương Tổng lại tốt đến như vậy. Cậu ta tiêu tiền của tôi. Khương Tổng người ta đã nói rồi, giá thuê ưu đãi này là quà mừng cưới tặng cho chúng ta, cho nên hai chúng ta phải ở chung. Như vậy mới không phụ lòng tốt của Khương Tổng. Ý anh là chúng ta sống chung hả? Nếu mà cô không chịu thì thôi vậy. Suy cho cùng, hai chúng ta kết hôn cũng là kế sách tạm thời. Lương của tôi chỉ có 3.000 thôi, cũng không trả nổi tiền thuê nhà 5.000 một tháng. Cái đó không sao cả. Cùng lắm thì tôi đến nói với Khương Tổng một tiếng. Tôi không có phúc hưởng căn biệt thự đó. Nè, đợi đã. Sao vậy? Tôi giúp anh gánh bớt tiền thuê nhà. Chúng ta ở chung đi. Được. Quân tử nhất ngôn. Đẹp trai vậy mà còn biết làm việc nhà nữa. Đúng là rất thích hợp làm chồng mình mà. Alo, ông à. Ngày mai đến ngự cảnh viên, ăn cơm với người của Hạ gia. Không phải ông đã đồng ý để con không phải kết hôn với Hạ gia rồi sao? Sao mà lại còn phải ăn cơm nữa? Cho dù không kết hôn nữa, hai nhà chúng ta qua lại tiếp xúc thường thì cũng là chuyện tốt. Nhưng mà con không muốn gặp Hạ tổng. Ây da, sao tim ông đau quá vậy nè?
Được rồi, được rồi, được rồi. Con đi là được rồi. Cô muốn đi đâu? Hả? Anh... Sao mà anh đi không có tiếng động vậy? Cô đang gọi điện thoại cho ai vậy? Tôi... Hồi trước lựa né rằng mình không có người thân. Lần này nên nói sao đây? Cô... Không phải là cô lén tìm người khác sau lưng tôi đó chứ? Tôi làm gì có. Anh xem tôi là loại người gì vậy? Vậy thì cô cho tôi xem đi. Tôi không cho. Đưa tôi xem. Tôi không đưa. Đưa tôi xem. Tôi không. Tôi... Tôi không thèm cho anh xem. Anh cũng đừng có mà lợi dụng. Cô, ghen ở mắt cô đang phát sáng kìa. Đó là bóng mắt. Đây không phải là tài liệu của Hạ Thị sao? Đúng rồi. Cô tìm kiếm thông tin Hạ Thị làm gì? Còn không phải tại vì tôi sắp đến Hạ Thị làm việc à? Trong những tài liệu này chắc là sẽ có hình ảnh của Hạ Tổng. Nào nào nào, ngồi xuống đi, cùng nhau xem. Trong những tài liệu này chắc là sẽ có hình ảnh của Hạ Tổng. Nào nào, ngồi xuống đi, cùng nhau xem. Anh làm gì vậy? Cô lo dọn dẹp hành lý của cô trước đi, rồi hẳn xem. Tôi không muốn, tôi phải xem xong rồi mới dọn. Nè. Không lẽ một tên đàn ông ớt ơ nào đó còn quan trọng hơn cả gia đình nhỏ của chúng ta sao? Cũng đúng. Đó là CEO ngàn vàng mà. Cả đời này của tôi cũng không so được. Là tôi không tốt. Tôi vô dụng. Được rồi, được rồi. Bây giờ tôi đi thu dọn là được chứ gì. Đúng là chưa từng gặp tên đàn ông nào biết tỏ ra đáng thương như anh. Đáng ghét. Bị bắt chẹt rồi. Khương Húc, mau giúp tôi chuyện này. Tôi thu dọn xong rồi, anh mau qua đây. Hai chúng ta cùng nhau xem CEO Hạ Thị này rốt cuộc là trông như thế nào. Ủa? Sao lại mất hết rồi? CEO Hạ Thị này sao mà thần bí vậy? Giấu giấu giếm giếm. Xem ra anh ta đúng như lời đồn. Lời đồn gì? Nói anh ta là thứ đàn ông sến súa, đầu trọc mà còn thích đàn ông nữa. Yêu nhưng không có được, cho nên mới tự ti, chưa từng dám lộ mặt ra bên ngoài. Anh đừng kích động, cũng đâu phải nói anh đâu. Tôi chỉ là hơi sốc. Đúng thật đó. CEO của một doanh nghiệp hàng đầu lại có người không tưởng tượng nổi như vậy, thật đáng tiếc. Tôi nghe khẩu khí của cô, cô khá là ghét Hạ Tổng nhỉ? Tại sao vậy? Không thích thì là không thích thôi, làm gì có lý do chứ. Vậy nếu cô đã ghét Hạ Tổng đó như vậy, tại sao còn phải đến Hạ Thị làm việc? Công việc và tình cảm cá nhân phải phân biệt rõ. À đúng rồi, nếu bạn quen biết Dương Tổng, là người giàu có rộng rãi như vậy rồi, tại sao còn phải đi làm mẫu nam nữa vậy? Tôi không thích làm việc nghiêm ngặt quá. Anh đó, người nghèo thì chí phải cao. Mẫu nam không phải là công việc chân chính gì đâu. Sau này đừng làm nữa. Được. Sau này đều nghe lời cô hết. Ngoan ngoãn vậy. Vậy nếu mà anh nghe lời tôi, vậy sau này theo tôi đi làm việc đi. Làm gì? Cùng nhau nộp CV vào Hạ Thị. Đến Hạ Thị làm việc. Hả? Anh đừng có sợ. Mặc dù Hạ Thị rất xa vời, nhưng mà dù sao thì cũng có hy vọng mà. Lỡ như gặp ma thì sao? Lỡ như mà tôi... Không có nhân vị gì hết. Buổi tối để tôi nộp CV cho anh. Lâu quá không viết CV rồi. Tiếng gì vậy? Lạch cà lạch cạch. Không phải là trong nhà có ăn trộm đó chứ?
Hạ Tổng, từ năm mà vợ chồng thời tiên sinh bị bắt cóc giết hại, thời lão gia đã bao vệ thời đại tiểu thư. Từ nhỏ đến lớn vô cùng cẩn thận, trước giờ chưa từng xuất hiện ở chỗ công cộng, thông tin liên quan đến cô ấy cũng không có gì. Nói những gì cậu điều tra được đi. Thời đại tiểu thư 3 năm trước ra nước ngoài du học, là nhân tài hiếm có trong lĩnh vực thiết kế ở nước ngoài. Nghe nói lần này về nước, không chỉ là để kết thông gia với Hạ gia, mà còn là để giúp thời lão gia. Tốt, tôi biết rồi. Cô ăn mặc kiểu gì vậy? Nửa đêm rồi anh còn ở đây lén lút làm gì đó? Khương Tổng giao cho tôi việc mới. Còn cô? Tôi viết CV xong rồi, đi ra rót nước. Nửa đêm nửa hôm rồi, sao anh không bật đèn? Tôi còn tưởng trong nhà có trộm nữa. Viết CV xong rồi hả? Viết xong rồi, tôi đã gửi đi luôn rồi. Nhưng mà mấy cái anh bịa cũng khó tin quá. Cái gì mà tốt nghiệp đại học Harvard? Anh nói vậy suýt nữa thì tôi tin luôn. Dù sao thì tôi cũng không đậu phỏng vấn, cứ viết bừa thôi. À đúng rồi, ngày mai Khương Tổng đi công tác, tôi chịu trách nhiệm lái xe nên tôi không về ăn cơm đâu. Vậy thì tốt quá. Tôi... ý của tôi là trùng hợp quá. Ngày mai tôi cũng có việc phải làm. Vất vả cho cô rồi. Kiếm tiền mà, làm gì mà không vất vả. Chuyện kết thông gia đã hủy rồi, ông lại cứ bắt mình sửa soạn. Mình có xinh đẹp hơn nữa thì cũng không phải người con gái mà tên Hạ Tổng sến số đó có được đâu. Đi đi, đi dục tiểu nhà đầu đó nhanh lên. Để bao nhiêu trưởng bối ở đây đợi mỗi mình nó, còn ra thể thống gì. Dạ. Hạ Đại Sơn, ba của Hạ Văn Cảnh. Thời lão gia, không cần gấp. Đúng, Trương Dung, mẹ kế của Hạ Văn Cảnh. Con gái bà trang điểm xinh đẹp rồi hẳn ra ngoài, để một chút cũng không sao. Con trai, rót ly trà mời thời lão gia đi. Dạ. Văn Cảnh quả nhiên là nhân tài, cùng với tiểu nha đầu nhà tôi thật là xứng đôi. Tôi đã kết hôn rồi, có xứng đôi hơn nữa thì cũng không phải là rể tốt của thời gia. Ông thời à, còn lão gia, đại tiểu thư đến rồi. Nhà đầu đó đâu rồi? Đại tiểu thư đúng là có đến, nhưng lại trốn mất rồi. Nói là vào nhà vệ sinh dặm lại phấn. Thôi được rồi, biết rồi. Ông ra ngoài đợi đi. Dạ. Nhà đầu này đúng là không có phép tắc gì cả. Cháu gái của tôi thật là tùy hứng, để hai người chê cười rồi. Không sao. Alo, xin chào. À đúng, 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 đúng. Là tôi đây, CV được duyệt rồi sao? À được, tôi sẽ đến đúng giờ tham dự buổi phỏng vấn của Hạ Thị. Con trai, thời tiểu thư sợ là không rành đường đi, con đi qua đó tìm thử xem, sẵn tiện đưa cô ấy về. Cái này không tiện lắm. Tiện chứ, cực kỳ tiện luôn. Đều là người một nhà, mau đi đi. Còn đứng ngay ra đó làm gì, mau đi đi. Dạ. Thời đại nào rồi, lại còn bày trò kết thông gia này nữa chứ. Hơn nữa không phải mình cũng đã kết hôn rồi à? Kệ đi, cứ tìm thời đại tiểu thư nói rõ trước. Chắc là cô ấy cũng không bằng lòng gả cho một người lạ chưa biết mặt mũi thế nào đâu. Thời tiểu thư. Thời tiểu thư. Ai đó? Ra ngay đi. Anh. Cô. Sao anh lại ở đây? Sao cô lại ở đây? Tôi... Cô nói trước đi. Không phải anh đi theo Khương Tổng đi công tác à? Ờ. Đúng. Chỗ công tác là ở Ngự Cảnh Viên nè. Khương Tổng kêu tôi qua đây đi tìm người. Đến nhà vệ sinh nữ tìm người à? Thời tiểu thư à? Ờ. Một người bạn hợp tác với Khương Tổng. Không quan trọng, không quan trọng. Vậy à?
Vậy còn cô? Không phải cô đi làm thêm à? Đúng vậy, tôi làm phục vụ ở đây. Làm phục vụ cũng phải ăn dần đẹp đẽ vậy à? Đó còn không phải là vì tôi, trời sinh dung mạo khí chất khó ai sánh bằng sao? Thêm nữa là người cảnh viên là nhà hàng 7 sao đó, rất chú trọng hình thức của nhân viên phục vụ, được rồi chứ. Nhưng mà còn anh, sao lại ăn mặc bảnh bao như vậy? Tôi không phải tôi trước giờ vẫn vậy à? Tôi lái xe cho Khương tổng thì cũng phải chú trọng hình thức bên ngoài chứ. Cái đó, nếu mà không có việc gì nữa, vậy tôi đi lên món trước đây. Đi đi. Xin lỗi mọi người, để mọi người đợi lâu rồi. Ừ, con biết để mọi người đợi lâu rồi sao? Ông ơi, không phải ông kêu con trang điểm xinh đẹp chút sao? Chào chú, chào dì, con xin lỗi để mọi người đợi lâu à? Không việc gì đâu, cũng không bao lâu mà. À, nhưng mà con ở bên ngoài có gặp tiểu tử nhà bác không? Không có à? Sợ là con không tìm được bàn riêng nên nó cố ý đến nhà vệ sinh tìm con về. Nhà vệ sinh? Anh! Cô! Không lẽ... Dì ơi, anh ấy đến nhà vệ sinh lúc nào ạ? Cũng được một lúc rồi, chắc sẽ không lén bỏ trốn chứ. À không phải, ý của dì là quá ra tên đàn ông này không muốn kết thông gia, lén lúc bỏ trốn rồi. Càng hay, bổ tiểu thư cũng không hiếm lạ gì. Con nói gì vậy? Dạ không có gì. Không sao đâu, dì ạ, con hiểu được sự bất mãn của anh ấy mà. Tiểu tử thối này. À từ từ, chú ơi. Chú cũng đừng có trách anh ấy. Hôm nay đúng thật là do con đến trễ trước mà. Đúng lúc con cũng có chút việc, con xin phép đi trước. Hôm khác con nhất định sẽ mời lại. Có chuyện gì mà quan trọng hơn cả cuộc gặp mặt hôm nay hả? Ông ơi, chuyện công việc mà. Dẹp đi. Lão già, con cái có tâm sự nghiệp, đây là chuyện tốt, cứ để con bé đi đi. Cảm ơn chú đã thông cảm cho con. Vậy con đi trước đây. Này, thật xin lỗi, đứa trẻ này bị tôi chiều hư rồi. Người nên xin lỗi là tôi mới đúng. Tiểu tử thối đó, vậy mà nó lại dám bỏ trốn. Giang Cảnh, vừa nãy cô đi đâu đó? Con đến nhà vệ sinh ạ. À, con đã đợi hơn 20 phút nhưng không gặp được ai. Tiểu tử thối, có chút chuyện thế mà cũng làm không xong nữa. Thời tiểu thư người ta đã tự tìm đường đến bàn riêng rồi. Hả? Vậy cô ấy đâu? Cô ấy tưởng con đi rồi nên cũng đợi đi luôn. Mình đợi cô ấy bao nhiêu lâu, vậy mà cô ấy không đợi mình nổi một phút. Thật là không có chút phép tắc nào. Đứa trẻ này chắc là chưa đi xa đâu. Để ông gọi cuộc điện thoại kêu nó quay lại. Thật ngại quá, con đi nghe điện thoại đã. Nè nè, không sao, đều là người nhà cả, con cứ nghe ở đây đi. Dạ. Sao vậy? Anh xin Khương tổng nghỉ phép đi. Đi đến chỗ này với tôi. Được. Con... trên mặt con dính gì ạ? Giang Cảnh, con làm sao vậy? Bà nói con biết nha. Nếu con dám ra ngoài trêu qua ghẹo Nguyệt, bà sẽ ở trước mặt thời lão gia đây đánh gãy chân con đó. Đó là vợ của con, không phải là hoa thơm cỏ lạ gì bên ngoài cả. Hiểu lầm rồi, hiểu lầm rồi. Đây là điện thoại công việc thôi. Con còn vừa ký được một cái hợp đồng nữa. Ê, vậy thì được. Vậy thì con bận gì thì đi đi. Dạ, cảm ơn thầy lão gia hiểu cho. Lão già, cái này con trai tôi thật xin lỗi. Tôi biết là ai gọi điện thoại cho nó rồi. Hai đứa nhóc này đang tốt đẹp lắm, chúng ta cũng không cần phải lo lắng đâu. Nào, nè, ăn đi. Được, được, được. Ăn đi, ăn đi. Sao mà anh còn chưa hỏi tôi đi đâu thì đã ngoan ngoãn xin nghỉ phép rồi ra đây vậy? Đây không phải là tôi lấy vợ thì phải theo vợ à? Cô cũng đâu có đem tôi đi bán được. Vậy thì còn chưa chắc. Tôi thiếu tiền lắm. Tôi sẽ nỗ lực kiếm tiền. Được rồi, không chọc anh nữa. Nếu mà anh muốn kiếm tiền, vậy thì đi với tôi. Đi đâu vậy? Cô không làm thêm nữa à? Đến Hạ thị, phỏng vấn. Hả?
Nè nè nè, tôi không đi có được không? Đã đến đây rồi, anh sợ gì chứ? Tôi mới không có sợ. Anh chính là đang sợ hãi đó. À, hay là hồi trước lúc anh làm mẫu nam cũng từng nhận đơn của tập đoàn Hạ Thị rồi? Làm gì có. Vậy anh còn lớn ngớ ở đó làm gì? CV của chúng ta không dễ gì mới được thông qua tuyển chọn. Không phải cô ghét Hạ Tổng à? Tôi cũng ghét nữa. Tập đoàn Hạ Thị là doanh nghiệp hàng đầu, sao anh có thể vì cảm xúc cá nhân mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình? Thêm nữa là lương ở tập đoàn Hạ Thị một tháng ít nhiều gì cũng 5 chữ số đó. Chúng ta phải nắm lấy cơ hội đổi đời trời cho đây. Nhưng mà tôi... Trời ơi, không có nhân nghĩa gì hết. Người nghèo thì chí phải cao. Đi thôi. Nè nè nè, tôi thật sự không đi được. Được thôi, vậy anh đi đi. Cô giận à? Không có, tôi chỉ là cảm thấy chuyện hôn nhân của chúng ta bây giờ khá là bấp bênh. Sao lại bấp bênh chứ? Thì anh nghĩ đi, nếu như anh không đi phỏng vấn mà tôi lại phỏng vấn đậu rồi, sau đó thì sao? Tôi thì thăng quan tiến chức, anh thì cứ dậm chân tại chỗ, khoảng cách của chúng ta sẽ càng lúc càng xa, chắc chắn sẽ có mâu thuẫn, cuối cùng thì hôn nhân sẽ đi đến bờ vực. Có đi không? Đi. Vậy thì được, đi thôi. Người này trùng tên với CEO thì kệ đi. Đến CV còn copy của CEO nữa. Tôi chưa từng gặp tên mạo danh nào nhiệt huyết đến như vậy luôn đó. Phải không? Đợi lát nữa tôi phải xem thử tên mạo danh này rốt cuộc trông ra làm sao. Anh đi vào trong phòng họp này để phỏng vấn, tôi thì qua phòng bên kia. Được. Không phải là anh tưởng tôi sắp hôn anh đó chứ? Nếu như mà cô muốn hôn thì cũng không phải là không được. Tôi mới không thèm. Vậy thì khi nào cô mới muốn? Trời ơi, anh câm miệng lại đi. Lát nữa phỏng vấn anh phải cố lên đó. Hôm nay anh chỉ phải cạnh tranh với một người thôi, anh chắc chắn sẽ làm được. Mỹ nữ Trương Đào ứng viên đến phỏng vấn. Phải khiến cô thất vọng rồi. Anh ta không thể nào đậu phỏng vấn được đâu. Anh bị thần kinh nè. Anh đừng có nghe anh ta nói lung tung, anh ta chỉ muốn chơi trò tâm lý với anh thôi. Người ngay không nói lời ẩn ý. Người phỏng vấn hôm nay là ba tôi. Tên mặt trắng, tôi khuyên anh là bây giờ thì đi về đi, đừng để đến đó lại tự mình chuốc nhục nhã. Nghe anh nói vậy, nhân viên cấp cao của tập đoàn Hạ Thị đều là đưa người nhà đi cửa sau hả? Ừ, đây là cuộc sống tư bản. Hạ Thị từ bỏ một người tốt nghiệp đại học danh tiếng như tôi, không lẽ lại chọn tên mặt trắng như anh? Anh nói năng ý tứ chút đi. Ồ, mỹ nữ, nếu mà cô đi với tôi có thể nói với ba tôi cho cô vào thẳng Hạ Thị luôn. Thật ngại quá, con người tôi hơi háo sắc. Tôi nhìn thấy mặt anh, sợ là mắt ói đến mức không nuốt nổi cơm. Không biết tốt xấu, cô gái theo đuổi tôi nhiều lắm. Thiên kim thần bí của tập đoàn Thời Thị cô biết không? Cũng là một trong những người theo đuổi tôi đó. Anh nói lung tung cái quái gì vậy? Cô ấy sao có thể thích loại người như anh chứ? Tôi không nói lung tung. Cô ấy khóc lóc xin tôi cưới cô ấy, nhưng mà tôi không có hứng thú. Đàn ông mà, phải lấy sự nghiệp làm trọng. Anh, tôi phải kiện anh tội vu không? Đừng kích động, đừng có tức giận vì những người không đâu. Cái gì mà không đâu chứ? Nếu như các người không chịu đi thì cứ ở đây chờ mà xem. Xem thử tôi phỏng vấn vào vị trí cấp cao thế nào. Tôi thấy còn chưa kịp nhìn thấy anh đậu phỏng vấn, ba anh đã bị giáng chức rồi. Anh nói lại lần nữa coi, la hét cái gì đó. Ba, ba đến rồi. Tên mặt trắng này, anh ta sỉ nhục ba. Tên mặt trắng nào? Chính là anh ta. Cậu là... Sao tôi nhìn mặt cậu thấy quen quen? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Ba, anh ta chính là tên mặt trắng giỏi ăn bám. Sao mà ba từng gặp anh ta được? Đúng thật, khi nãy là cậu la hét nói tôi bị giáng chức hả? Đúng chứ? Là hiểu lầm cả thôi, hiểu lầm. Không sao đâu. Không phải cô sắp xếp đến giờ phỏng vấn rồi sao? Cô mau đi đi. Tự anh có được không đó? Tin tôi đi, đợi tin tốt của tôi. Vậy tôi đi trước đây.
Anh tưởng là đang đóng phim thần tượng à? Đáng tiếc là anh không phải nam chính. Mời ứng viên đến phỏng vấn. Vào phòng, con trai. Hôm nay phải để tên mặt trắng này biết được quyền lực của ba con ở Hạ Thị. Đi thôi. Trương Đào, Hạ, Hạ Văn Cảnh. Được lắm. Cậu chính là cái tên mạo danh đó à? Hạ, cậu ta chính là ứng viên đã mạo danh thân phận của CEO đó. Anh đang nói lung tung gì vậy? Không sao đâu lão Lý, anh cứ để ông ấy nói. Hỗn láo. Lão Lý là xưng hô mà cậu được quyền gọi vậy sao? Ừ, tên mặt trắng như anh là muốn thấy sang bác Hoàng làm họ à? Các anh câm miệng hết đi. Hạ Tổng. Hả? Hả? Lão Lý, cậu ta không phải là ứng viên đã mạo danh thân phận của CEO sao? Trong cuộc họp tuần trước, tôi có may mắn gặp được CEO. Cậu ấy chính là Hạ Tổng hàng thật bao đổi trả. Anh đó. Cậu ấy là Hạ Tổng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hạ Tổng sao lại có thể đến ứng tuyển vào chính công ty của mình cơ chứ? Giờ tôi muốn đến đây, cho nên tôi đi cùng với cô ấy thôi. Sẵn tiện quan sát thử chất lượng nhân viên tuyển dụng của tập đoàn. Hạ Tổng, anh kết hôn rồi à? Bí mật. Giữ bí mật cho tôi. Dạ. Ông không phải là muốn tôi biết được quyền lực của ông ở Hạ Thị sao? Tôi muốn hỏi ông, ông đã giở trò gì đằng sau để nhét con trai của mình vào vậy? Hạ Tổng, tôi nói bừa thôi. Cậu xem cái miệng này của tôi. Nếu như hôm nay tôi không có ở đây, hai người các người có phải muốn để Trương Đào đi cửa sau vào không? Hạ Tổng, chúng tôi sai rồi. Hạ Tổng, đều là trưởng phòng Trương, ông ấy. Hạ Tổng, tôi sai rồi, đều do thằng nghịch tử của tôi. Con còn ngay ra đó làm gì? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi đi. Nói đi, nghịch tử. Hạ Tổng, cút. Hạ Tổng, sau này tôi nhất định sẽ nghiêm khắc quản thúc thằng nghịch tử này. Tuyệt đối sẽ không để nó làm chuyện ngu ngốc nữa. Không cần đâu. Tập đoàn Hạ Thị không chứa nổi mấy kẻ tự cao tự đại như hai người. Hạ Tổng, chúng tôi sai rồi. Sau này tôi không dám nữa. Cậu yên tâm, còn ngay ra đó làm gì nữa? Hai người cũng không muốn làm nữa à? À, dạ. Hạ Tổng, cút ra ngoài. Hạ Tổng, nè, không phải chứ. Hạ Tổng, tôi còn mong muốn ở đây kiếm tiền dưỡng lão mà. Hạ Tổng. Chắc là cô ấy cũng phỏng vấn xong rồi. Sao cô lại đến đây? Cô đến hồi nào vậy? Thứ nên nhìn thấy, thứ không nên nhìn thấy, tôi đều nhìn thấy hết rồi. Anh nói thật đi. Tôi... Anh thật là giỏi quá đi mất. Anh vậy mà có thể ở địa bàn của Hạ Thị trừng trị kẻ xấu xa. Thật ngại quá. Cái đó vừa nãy tôi kích động quá. Vậy thì đã làm sao? Chúng ta là vợ chồng mà, ôm nhau thì cũng là bình thường. Anh nói đi, anh làm sao mà trừ gian diệt ác được vậy? Thì cứ vạch trần hết đầu đuôi gốc ngọn những hành vi vi phạm của ba Trương Đào thôi. Trưởng phòng Trương đó không phải người của Hạ Thị sao? Bọn họ không phải là cùng một ruột hả? Cô hiểu lầm rồi. Tập đoàn Hạ Thị chú trọng nhất chính là sự công bằng. Trưởng phòng Trương là chuyện ngoài ý muốn thôi. Đúng rồi, bọn họ còn đặc biệt cảm ơn tôi đã vạch trần những hành vi sai phạm của ba Trương Đào nữa đó. Hạ Thị có thực sự tốt như vậy không? Tất nhiên rồi. Dưới quyền quản lý của Hạ Tổng, tập đoàn Hạ Thị nhất định sẽ càng tiến xa hơn nữa, càng ngày càng lớn mạnh. Nhưng tôi nghe thấy mấy lời này của anh, sao mà giống như rất sùng bái tên Hạ Tổng đó quá vậy? Anh đừng có mà mắc bẫy đó. Tập đoàn Hạ Thị lớn mạnh như vậy, đó đều là gì? Đó là cơ nghiệp do tổ tiên truyền lại. Bây giờ Hạ Tổng gì đó, anh ta chỉ là ngồi không hưởng lợi thôi. Sao cô lại nhận định tôi như vậy chứ? Tôi không phải như vậy đâu mà. À đúng rồi, cô phỏng vấn thế nào rồi? Dễ như trở bàn tay. Tuần sau tôi sẽ đến nhận việc. Còn anh? Tôi à? Ông ấy không cần tôi. Cái gì? Nè,
Cái này, vị trí này chỉ có anh với Trương Đào cạnh tranh thôi. Anh ta đã bị đuổi ra rồi. Vậy vị trí đó không phải nên thuộc về anh sao? Họ chê tôi không có kinh nghiệm. Có phải là cô cảm thấy tôi vô dụng lắm không? Tất nhiên là không phải rồi. Trời ơi, đều tại tôi hết. Lúc đó gấp gáp quá rồi, cũng không có suy nghĩ kỹ lưỡng, cứ tự ý đi đập CV cho anh. Mình đáng chết thật. Chắc chắn anh ấy cảm thấy rất nản lòng. Để sau này dạch rõ thân phận rồi, để sắp xếp cho anh ấy một công việc. Cô đừng tự trách nữa. Cô không phải cũng là vì tôi thôi sao? Hạ Tổng, Hạ Tổng. À, ý của tôi là Hạ tiên sinh là họ hàng của Hạ Tổng nhỉ? Đúng. Nhìn giống nhau vậy mà. Đúng. Họ hàng của Hạ Tổng. Hả? Cùng họ thôi. Nhiều người hỏi quá nên tôi cũng lười giải thích. Thật sao? Ừ. Cái đó chúng tôi còn phải phỏng vấn nữa. Đúng. À, vậy thì chúng tôi không làm phiền nữa. Nè, tôi vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Tôi nghe điện thoại cái. CEO, chiếc vòng mà anh muốn, Lục Thiếu đã lấy được cho anh rồi. Anh ấy hẹn anh tối nay gặp mặt ở chỗ cũ. Biết rồi. Ninh, đã hẹn xong tên Trương Đào cho cô rồi. Đến chỗ cũ cho cô xả giận, tối nay gặp. Được. Khương Tổng gọi. Cô gọi quảng cáo thôi. Tên chó chết Trương Đào sao còn chưa tới nữa? Còn chưa tới giờ mà. Chắc là tưởng cô hẹn anh ta giữ anh ta rồi. Đang sửa soạn. Tôi khinh. Chó cũng không thèm anh ta. Anh ta đến rồi. Nếu như biết cô là thiên kim của thời gian, vậy thì đúng là một vở kịch hay. Đăng gì vậy? Đọc xong một quyển sách nữa rồi à? Thật là một ngày chăm chỉ. Cô cũng không có bị sốt. Trời ơi, cái này là đăng cho văn cảnh với ông xem đó. Nếu như ông bà biết tôi ra ngoài uống rượu, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi. Ông thời sẽ không đỡ đâu. Đúng rồi, cô đi phỏng vấn sao rồi? Tôi ra quân không lẽ còn thất bại à? Nhưng mà chỉ là văn cảnh, rớt phỏng vấn rồi. Cái anh mẫu nam nhà cô, tên nghe cũng hay quá nhỉ. Mẫu nam Hoàng Lương vốn dĩ không phải là việc dễ dàng gì. Nếu thật sự không được, cô xem thử cái này đi. Hợp tác sinh con. Ừ. Tôi đùa với cô thôi. Làm gì có mẹ đường mà giàu qua cô nữa. Nhưng mà nghe nói anh ấy nhìn cũng đẹp trai lắm hả? Cô mau nói xem. Anh ấy nhìn thì đúng là đẹp trai đến không chịu nổi luôn. Eo nhỏ, chân dài, mông nảy. Nghe nói mấy người mông nảy được lắm đó. Cô ở chung hai ngày nay thế nào rồi? Cô kích động như vậy làm gì? Hai chúng tôi chia phòng ra ngủ mà. À, trong sáng vậy à? Nhưng mà cũng đúng, cô kết hôn chỉ là để đối phó với ông nội thời thôi mà. Sớm muộn gì cũng phải chia tay thôi. Đúng, tôi chắc chắn phải ly hôn rồi. Tôi kết hôn cũng chẳng qua là kế sách tạm thời thôi. Đợi đến lúc ông biết tôi không cần dựa vào việc kết thông gia cũng có thể gánh vác được thời thị, thì tất nhiên là tôi không cần tiếp tục diễn với anh ta nữa. Thật sao? Tất nhiên. Được rồi. Nè, tôi nghe nói Thời Thị và Hạ Thị đều muốn có được mảnh đất ở ngoại ô phía Tây. Là thật không? Đúng. Mảnh đất đó rất thích hợp để làm khu nghỉ dưỡng. Thời Thị đã ưng ý từ trước rồi. Không ngờ Hạ Thị cũng vậy. Alo. Chúng tôi đang ở bên trong. Anh vào đi. Trương Đào đến rồi. Tôi đi vào nhà vệ sinh một chút. Được. Ai mà không đỡ ly hôn chứ? Anh đẹp trai thì có đầy đường, không được thì đổi. Nè anh Đào. Anh nói thiên kim của Hứa gia vào thời gian hẹn anh là có chuyện gì tốt sao? Con gái mà hẹn con trai thì còn có thể làm gì được nữa.
Anh Đào đúng thật là có phúc hưởng. À, anh Đào, sau này một bước lên mây rồi thì đừng quên tiểu đệ này nha. Yên tâm, đợi tôi lấy được thiên kim của Thời Gia, nắm trọn tập đoàn Thời Thị rồi, cậu sẽ là trợ lý của tôi. Cảm ơn anh Đào. Vậy thì tôi không làm phiền nữa. Hứa tiểu thư, sao lại là cô? Anh xem như cũng đến rồi. Cô còn dám ra đây à? Tại sao tôi lại không dám chứ? Nếu như không phải cô quyến rũ tôi có thể rơi vào bước đường này à? Anh nói như vậy, có phải địa ị không ra, cô phải trách trái đất không đủ lực hút không? Cô đừng tưởng chỉ có cô mới có người chống lưng cho. Cái đồ ngu ngốc nào lại đồng ý giúp anh? Cái đồ trong đầu toàn là phân chứ. Cô dám chửi thiên kim của Thời Gia là đồ ngu hả? Thiên kim của Thời Gia? Chắc không phải anh tưởng thiên kim của Thời Gia thật sự ưng anh rồi chứ? Tối nay chính là thiên kim của Thời Gia chủ động hẹn tôi. Đợi khi tôi lấy được thiên kim của Thời Gia rồi, tập đoàn Thời Thị chỉ cần tôi nói một tiếng là được. Anh ở đây nằm mơ giữa ban ngày à? Bây giờ cóc ghẻ thật dám nghĩ. Nếu như cô đắc tội với tôi, chính là đắc tội với Thời Gia. Ngược lại, tôi muốn xem thử Hạ Thị có sẽ vì cô mà đắc tội với Thời Gia không. Chuyện này liên quan gì đến Hạ Thị? Còn giờ dịch nữa, người đàn ông đó của cô không phải chính là... Dừng, mở miệng toàn là nói tục, không có chút lịch sự nào. Cái đồ ngu ngốc anh, không phải đến giờ vẫn không đoán ra tôi là ai chứ? Cô là ai? Người theo đuổi anh đó, đại tiểu thư của Thời Gia. Cái gì? Hứa tiểu thư, không phải là cô đang đùa chứ? Cô ta sao có thể là thiên kim của Thời Gia được? Ai rảnh mà đùa với anh? Tôi cô mới nãy không phải lớn giọng lắm sao? Tiêu rồi. Trước thì đắc tội với Hạ Gia, bây giờ lại mạo phạm đến thiên kim của Thời Gia, ba mẹ sẽ đập chết mình rồi. Thời đại tiểu thư, mới nãy tôi chỉ là ăn nói ngông cuồng. Cô quân tử không trách kẻ tiểu nhân, cứ xem tôi là cái rắm. Mặc kệ đi. Vậy thì sao được? Anh đi khắp nơi nói với mọi người tôi là người theo đuổi anh. Nếu tôi còn không làm gì nữa thì không phải là phí cả tâm tư của anh rồi. Cô ấy muốn mình làm gì vậy? Cô ấy ưng mình rồi. Thời đại tiểu thư, cô không cần làm gì tôi cả. Có thể lọt vào mắt xanh của thời đại tiểu thư, tôi đã rất... Nói dớ dẫn gì vậy? Alo, chú Trần. Chú phong sát một người trong toàn ngành giúp con. Ừ, tên là Trương Đào. Ba của anh ta là trưởng phòng nhân sự, vừa bị Hạ Thị cho thôi việc đó. Thời đại tiểu thư, tôi sai rồi. Tôi thật sự biết sai rồi. Cô tha cho tôi đi mà. Ồ mào, mau cút ra ngoài. Thời đại tiểu thư, tôi vẫn còn trẻ. Cả nhà tôi còn đợi tôi đem tiền về nuôi nữa. Tôi không thể bị phong sát như vậy đâu. Anh buông tôi ra. Lúc trước anh suy nghĩ làm sao? Đây nè, trái tim biển cả mà anh kêu tôi lấy về 1 tỷ đô. Nhớ chuyển vào tài khoản tôi đó. Lục tổng cứ yên tâm, lát nữa tôi sẽ cho người chuyển cho anh. Trợ lý Khương làm việc thì tôi yên tâm rồi. Món trang sức này có phải tặng cho mẹ kế trong nhà anh không? Cút. Tôi tặng cho vợ tôi. Vợ à? Anh kết hôn rồi hả? Với ai vậy? Lúc nào? Sao tôi không biết gì cả? Không phải chứ, tôi cũng đâu kết hôn với anh. Anh kích động cái gì chứ? Ai muốn kết hôn với anh chứ? Không phải. Anh kết hôn với ai vậy? Hả? Lúc trước anh nghĩ cái gì? Ninh. Thời Ninh, nếu như cô dám không chừa đường sống cho tôi sẽ cho cô chết. Ninh, nếu như cô dám không chừa đường sống cho tôi sẽ cho cô chết. Ai dám động đến, anh muốn cho ai chết? Hạ Tổng. Tôi. Hạ Văn Cảnh, sao anh lại ở đây? Cô không bị thương chứ? Tôi không sao. Không phải cô đang ở nhà đọc sách sao? Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Tên Trương Đào đáng chết này vẫn chưa tiết lộ thân phận của mình chứ? Cái đó không phải là vì tôi đọc sách xong rồi thấy anh vẫn chưa về cho nên mới ra ngoài đi chơi với bạn thôi. Sau này nếu như còn đến mấy nơi thế này thì cứ gọi tôi, để tránh gặp phải mấy thứ rác rưởi không an toàn. Hạ Tổng, tôi sai rồi. Anh tha cho tôi một lần đi. Câm miệng. Anh tha thứ cho tôi một lần đi mà. Hạ Tổng, xin lỗi vợ tôi. Vợ hả? Thời đại tiểu thư, tôi sai rồi.
là tôi không cần thể diện, là tôi không cần thể diện. Được rồi. Còn không mau cút đi. Dạ dạ dạ. Vừa nãy sao Trương Đào lại gọi anh là Hạ Tổng? Tôi cũng không biết tại sao anh ta lại gọi như vậy nữa. À đúng rồi, mới nãy sao anh ta cũng gọi cô là Thời đại tiểu thư? Không phải tôi cũng họ Thời sao? Anh ta chỉ là đang chế nhạo tôi thôi. Cùng họ với Thời đại tiểu thư, nhưng số mệnh lại không được vậy. Thời tiểu thư nếu mà có thể ưng được người như vậy thì vận mệnh cũng không tốt đến đâu đâu. Tôi cảm thấy chắc là Thời đại tiểu thư như cô ấy cũng rất ghét cái tên như vậy thôi. Sao cô biết? Tôi đoán vậy. Không phải chúng tôi đều là phụ nữ à? Ninh Ninh, giới thiệu cho tôi đi. Anh ấy đẹp trai quá. Lần này cô lời to rồi. Người này là, chính là Hạ Văn Cảnh. Người này là sếp của Hạ Văn Cảnh, Khương Tổng. Người này... À, tôi là đồng nghiệp của anh Cảnh. Đồng nghiệp của anh có bình thường không? Bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Tôi và anh Cảnh đều làm công cho Khương Tổng. Đúng chứ, Khương Tổng. À, đúng rồi. À, đúng rồi, đúng rồi. Người này là, chính là bạn thân nhất của tôi, An An. Hôm nay mọi người khó có dịp tề tự, hay là ngồi xuống uống một ly đi. Hôm nay không uống được, trễ lắm rồi. Ngày mai còn có việc nữa, hôm khác rồi uống. À đúng, ngày mai là tôi chính thức đi thực tập rồi. Tôi cũng không thể đến trễ được. Được rồi, vậy các anh uống được không? Tất nhiên là được rồi. Hay là anh Cảnh, anh về trước đi. Tôi và Khương Tổng ở lại đây uống vài ly. Vậy anh về trước đi. Vậy chúng tôi đi trước đây. Nhớ chú ý an toàn. Tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà. Quà? Ừ. Quà nhận việc. Vậy mà anh lại chuẩn bị quà cho tôi sao? Đây không phải là trái tim biển cả trị giá 1 tỷ à? Cô biết à? Tất nhiên là tôi biết rồi. Sáng nay tôi có xem tin tức đó. Đây không phải là món trang sức được đấu giá sao? Anh lấy đâu ra tiền? Không phải, đây là đồ giả thôi. À, đồ giả hả? Sao mà tôi mua nổi đồ thật chứ? Cũng đúng. Nhưng mà đồ giả này chế tác cũng tinh xảo phết. Thích không? Thích chứ. Cô không chê là đồ giả sao? Đây chắc chắn là món tốt nhất anh có thể tặng tôi. Sao tôi có thể chê được chứ? Đẹp không? Đẹp quá luôn. Ngày mai tôi sẽ đeo đi làm. Được. Lưu Chí Đức, tổ trưởng tổ thiết kế. Các vị, tôi tuyên bố một tin. Trần Quang, nhân viên thiết kế. Tiểu Hà, nhân viên thiết kế. Đại tiểu thư của tập đoàn Thời Thị sắp đến công ty chúng ta để thực tập rồi. Nghe tin tức của Thời Gia, còn là cố ý đổi tên để đến đây nữa. Nghe nói Thời Gia sắp kết thông gia với Hạ Gia rồi. Vậy đại tiểu thư của Thời Gia sau này không phải cũng là phu nhân CEO của chúng ta rồi sao? Vậy chúng ta phải chăm sóc thật tốt vị phu nhân CEO này rồi. Phu nhân CEO chỉ cần vui vẻ, nó không chừng chúng ta còn có thể được tăng lương, được thăng chức. Thời Di Di, nhân viên của tập đoàn Hạ Thị, trưởng bộ phận lương. Thời đại tiểu thư, nào nào nào, để tôi giới thiệu với cô. Đây là Trần Quang và Tiểu Hà, nhân viên của bộ phận chúng tôi. Vị này chính là đại tiểu thư của tập đoàn Thời Thị, Thời Di Di. Tập đoàn Thời Thị. À Di Di, chào mừng cô đến với tổ thiết kế chúng tôi. Đây là bàn làm việc của cô. Sau này nếu có việc gì thì cứ hỏi hai chúng tôi là được. Có trách, lúc phỏng vấn lại thuận lợi như vậy. Bọn họ lại xem mình là thiên kim của Thời Gia. Các cô đó nhất định phải chiếu cố Di Di cho tốt. Tổ trưởng, anh cứ yên tâm. Vậy thì Di Di, buổi tối có tiện cùng nhau ăn bữa cơm không? Được thôi. Này, vậy cô muốn đi đâu? Gần đây có nhà hàng nào ngon nhất nhỉ? Tất nhiên là Ngựa Cảnh Viên rồi. Vậy đến Ngựa Cảnh Viên đi. Được. Tối nay tan làm rồi, hai người cùng đi ăn chung luôn đi. Cảm ơn tổ trưởng. À đúng rồi, lát nữa có một người mới tên là Thời Ninh, các cô cũng hướng dẫn nhé. Được. Vậy các cô cứ nói chuyện đi. Di Di, đây chính là sợi dây chuyền trái tim biển cả đó sao? Cái này nghe nói trái tim biển cả đã được một nhà giàu trong nước mua được rồi, còn ra giá 1 tỷ đô để lấy về đó. Không ngờ lại trên người cô. Trái tim biển cả gì? Cái gì mà 1 tỷ đô? Cái này chỉ là mình mua đại thôi mà.
Cái này, đây là do Hạ tổng của chúng tôi tặng cô phải không? Di Di, tôi thật hâm mộ cô quá đi mất. Đúng. Chào mọi người. Tôi tên là Thời Ninh, là thực tập sinh mới đến của bộ phận thiết kế. Trùng hợp vậy sao? Hai người đều họ Thời hả? Hai người chắc không phải là người một nhà đó chứ? Tôi là con một. À, hóa ra chỉ là cùng họ thôi nhỉ. Chỗ ở trong góc đó là bàn làm việc của cô. À, được. Cũng hơi khác rồi. Di Di, cô có muốn uống cà phê không? Được thôi. Người mới đến, cô đi rót cà phê cho Di Di đi. Cô đi rót cà phê cho Di Di đi. Gọi cô đó Thời Ninh. Lỗ tai bị điếc hả? Cô ấy muốn uống cà phê, sao không tự mình động tay đi pha đi? Di Di của chúng ta là thiên kim đại tiểu thư, chút chuyện giặt giảnh này sao có thể để cô ấy tự mình làm được? Đúng vậy. Quá ra đây là đại tiểu thư được cấp trên chuyển đến đây làm việc hả? Chỉ có cô rảnh nhất. Cô không đi thì ai đi? Tôi đến đây để làm thiết kế, không phải đến làm tạp vụ. Thiết kế à? Cô xem bản vẽ thiết kế có hiểu không? Một thực tập sinh không hề có chút kinh nghiệm làm gì. Kêu cô đi pha cà phê là cho cô cơ hội rồi, còn không mau đi đi. Kệ đi, vừa mới đến, nhịn một chút cho trời yên biển lặng. Phòng trà nước ở bên kia. Di Di, đây là túi xách mẫu mới của Ái Gia sao? Đẹp quá đi mất. Nè, cà phê của cô nè. Nóng quá vậy? Cô muốn bỏng chết tôi hả? Di Di, cô không sao chứ? Một chút gì cũng không làm được. Lóng ngày lóng ngóng, cô có được tích sự gì không? Là tự cô ấy làm đổ ra tay. Cô xảo biện nữa, mau dọn dẹp chỗ sàn nhà bị dơ đi, rồi pha ly cà phê khác qua đây. Không được tích sự gì. Giống đi đi con đường không chân chính gì để vào đây rồi thì còn được tích sự gì chứ? Cô đừng có nói lung tung. Tôi là phỏng vấn rồi mới vào nhận việc đó. Công ty chúng tôi vốn dĩ chỉ tuyển nhà thiết kế mới, người trong danh sách chỉ có Di Di thôi. Mà cô cũng xuất hiện nữa. Nếu như nói cô không đút lót gì đó để đưa cửa sau thì ai mà tin chứ? Người bây giờ để đi đường tắt cũng không tiếc phải bán mình luôn mà. Nhìn thì cũng khá ngoan ngoãn đó, sao lại làm ra chuyện như vậy được thế? Các cô đây là đang bịa đặt. Đây mà là bịa đặt cái gì? Tuổi tác còn trẻ vậy, dám làm mà không dám giận hay sao? Tôi không làm sao tôi phải giận chứ? Ai tố cáo thì người đó đưa bằng chứng. Các cô có bằng chứng hay không? Chuyện này còn cần bằng chứng gì chứ? Nè, sao cô cũng đeo trái tim biển cả vậy? Sao cô cũng đeo sợi dây chuyền trái tim biển cả vậy? Cái này vừa nhìn đã biết đồ giả rồi. Thân là nhà thiết kế, không biết xấu hổ lại đeo đồ giả, đúng thật là mất mặt. Trái tim biển cả hàng thật, trị giá đến hàng tỷ đô. Chỉ dựa vào đồ nhà quê như cô, trên người toàn hàng chợ rẻ tiền, sao mà mua nổi chứ? Của tôi là cái gì? Không phải là cô định nói đây là thiết kế của nhà thiết kế nổi tiếng nào đó chứ? Nói xạo thì cũng có chừng mực thôi. Nhìn thì cũng giống tác phẩm của nhà thiết kế Selina đó. Chỉ chẳng qua là bắt chước cũng quá hạ cấp rồi. Nhà thiết kế Selina trước giờ chưa từng thiết kế loại quần áo thế này. Tôi chính là... Kệ đi. Cho dù nói với họ mình là Selina, bọn họ cũng sẽ không tin đâu. Nè, cô làm gì vậy? Cô trả dây chuyền lại cho tôi. Tránh ra. Di Di, cái này với sợi dây chuyền của cô, sao lại nhìn như là giống như đồ chợ vậy? Cái này còn tỉ mỉ hơn nữa, sao có thể chứ? Trời ơi, đưa tôi. Đều đeo đồ giả cả, so sánh cái gì? Ai đeo đồ giả chứ? Đúng, Di Di sao có thể đeo đồ giả được? Cô có biết là trái tim biển cả nhìn ra làm sao không? Di Di của chúng tôi không thể nào đeo đồ giả được. Trái tim biển cả vốn nổi tiếng là nhờ những viên đá ngọc bích chưa mài. Viên ngọc bích này của cô vừa nhìn đã biết là dụng lực quá mạnh, cho nên vết cắt mờ nhạt. Quá ra là như vậy. CEO đối với cô thật tốt. CEO, cô chính là người phụ nữ của Hạ tổng à? Biết rồi thì tốt. Đây chính là quà mà Hạ tổng tặng cho Di Di đó. Nếu như cô dám chọc giận Di Di, có tin là Di Di sẽ mét với CEO cho cô thu dọn đồ đạc, cuốn xéo khỏi đây không? Được thôi. Vậy các cô gọi CEO qua đây đi. Không được. Tại sao lại không được? Anh ấy bận trăm công nghìn việc, không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà làm phiền anh ấy được. Kệ đi, tôi lười so đo với cô. Trời ơi, Di Di, nếu như anh ấy biết tôi ở tổ thiết kế bị người khác bắt nạt, nó không chừng là sẽ đổi hết người trong tổ thiết kế đi mất. Đúng, đúng là Di Di suy nghĩ chu đáo. Chút chuyện nhỏ này vẫn đừng nên làm phiền đến CEO. Di Di tốt bụng, lần này không so đo với cô. Nếu như mà còn có lần sau thì cô cứ chờ xem. Tôi còn là lần đầu tiên đến ngự cảnh viên đó. Không gian này thật là tốt quá, nhờ phúc của Di Di cả. Nếu không thì chúng ta làm gì có cơ hội đến đây ăn cơm. Chỗ này cũng là sản nghiệp của Hạ thị. Di Di chắc là cũng thường đến đây ăn cơm nhỉ? À đúng rồi,
Tôi cũng sắp ăn đến ngán rồi. Vậy nếu như mọi người chưa từng ăn thì cứ thử chút cũng được. Gì gì? Cô đối với ngữ cảnh viên chắc là quen thuộc nhất rồi. Vậy thì cô gọi món đi. Sao lại đắt tiền vậy chứ? À, hay là tổ trưởng chọn đi. Anh muốn ăn gì thì cứ chọn món đó là được. Không không không, cô chọn đi. À, vậy thì để thời Ninh gọi đi. Chắc chắn cô ấy chưa từng đến nhà hàng nổi tiếng như thế này. Không cần thực đơn đâu. Cho một phần bí ngô bát bảo, bào ngư Úc, thịt bò Úc xào dưa leo, với lại một phần gà xé măng nữa. Với trang thứ hai của thực đơn, mỗi thứ mang lên một phần. Mỗi người một phần tổ yến nữa. Được ạ. Thời Ninh, cô đừng có gọi bừa. Vị khách này gọi đều là những món ngon nhất của ngự cảnh viên. Sao cô biết những món đó là món ngon nhất? Chắc là hồi trước thời Ninh từng làm phục vụ ở đây nhỉ? Quá ra là từng phục vụ hay sao? Khó trách. Ở chỗ các anh có rượu gì không? Có, thưa tiên sinh. Lấy chai rượu 30 dạng này đi. Được ạ. Tổ trưởng, anh mời chúng tôi uống rượu 30 dạng hả? Sao mà tôi mời nổi chứ? À, ngữ cảnh viên là do Di Di tiểu thư nói muốn đến mà. Vậy thì bữa hôm nay chúng ta phải cảm ơn Di Di tiểu thư rồi. Ra là Di Di mời à? Cảm ơn Di Di. Di Di, tôi nghe nói kem đối lửa của họ một phần là 2 dạng, có thể gọi được không? Kem gì mà đắt tiền vậy? Tôi cũng muốn thử. Di Di tiểu thư sao lại không nói gì vậy? Không phải là không trả nổi chứ? Thời Ninh, Di Di sao mà không trả nổi được? Đúng không Di Di? Thời Ninh, cô đừng có ăn nói lung tung. Mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái đi. Di Di thật hào phóng. Tôi đi gọi điện thoại cái đã. Tôi đi vệ sinh. Thời Ninh, cô đi theo tôi làm gì? Tất nhiên là tôi sợ cô bỏ về rồi. Sao có thể chứ? Tối nay em đi ăn với đồng nghiệp. Có gói thức ăn đem về cho anh nữa. Được. Xong rồi thì gọi cho anh. Anh đến đón em. Ừ. Được thôi. Chào thời đại tiểu thư. Giám đốc Lâm, lâu quá không gặp. Cô vẫn còn nhớ tôi sao? Ông tôi thích ăn đồ ăn ở ngự cảnh viên như thế, tất nhiên là tôi nhớ ông rồi. Nói như vậy, hôm nay cô đến đây cùng với lão gia sao? Vậy thì tôi phải đến gặp lão gia rồi. Trời ơi, không phải như vậy đâu. Hôm nay tôi qua đây ăn với đồng nghiệp. À đúng rồi, giám đốc Lâm, ông giúp tôi gói mấy món đồ ăn ngon để lát nữa tôi mang về nha. Được. Cảm ơn ông. Xin phép, tôi đi vệ sinh chút. Tôi đi trước nha. Xem đầu óc tôi này, anh già quên mất chuyện kia rồi. Alo, giúp tôi kiểm tra thời tiểu thư dùng cơm ở bàn nào vậy? Chuyện gì vậy? Hình như chúng ta không có gọi nhiều món như vậy mà. Có phải lên món sai rồi hay không? Mấy món này nhìn cũng ngon lắm. Lên sai món cũng không sao. Chúng ta có thể gói mang về không? Đúng, thật là cảm ơn Di Di. Đừng khách sáo. Di Di, cô cũng mau ngồi đi. Nào, chúng ta ăn cơm thôi. Để lát nữa thì đồ ăn nguội hết. Di Di tiểu thư, có thể thanh toán được rồi. Đồ vô dụng, sao còn chưa gọi điện thoại cho mình nữa? Di Di tiểu thư, chắc không phải là cô không trả nổi chứ? Ai không trả nổi hả? Thời Ninh, cô nói cái gì vậy? Di Di, cô mau trả tiền đi, cho cô ấy một cú tát vào mặt. Nếu cần cô xin lỗi tôi, nói rõ ràng chuyện hồi sáng. Tôi sẽ thanh toán bữa này cho. Thế nào? Đồ trên người cô, trên dưới cộng lại còn không đắt tiền bằng đôi khuyên tai của tôi nữa. Cô lấy gì trả? Vậy thì cô trả đi. Tôi đi gọi điện thoại. Cô chắc không phải muốn thừa cơ chạy trốn chứ? Thời Ninh, cô bớt ở đây nói năng lung tung đi. Di Di, cô cứ ở đây gọi điện thoại đi, không phải vội. Nhấc máy đi. Nhấc máy đi chứ. Xin cho hỏi vị nào là thời tiểu thư ạ? À? À, ở đây. Thời tiểu thư, đây là hóa đơn, tổng cộng là 42 dạng. Hối cái gì mà hối? Anh biết tôi là ai không? Thời tiểu thư, cô hiểu lầm rồi. Đây là thẻ đen cao cấp nhất của ngự cảnh viên chúng tôi. Xin tặng cho cô. Sau này cô đến ăn cơm ngự cảnh viên thì sẽ được miễn phí, không có giới hạn. Cho tôi sao?
Đúng vậy. Đương nhiên là cho cô rồi. Chứ không lẽ lại cho cái người không hiểu phép tắc kia sao? Hâm mộ Di Di thật đó. Thẻ đen này chắc chắn là được dùng rất nhiều lần. Cũng tạm. Vậy bữa cơm này của chúng tôi cũng được miễn phí sao? Đương nhiên rồi. Thời tiểu thư là khách quý của người cảnh viên chúng tôi. Nếu cô có cần gì thì lúc nào cũng đến để tìm tôi. Vậy tôi không làm phiền cô và bạn bè cô nữa. Đây chính là thẻ đen trong truyền thuyết đó sao? Thật không ngờ tôi có cơ hội được nhìn thấy. Thật hâm mộ cô quá, Di Di. Chỉ là một tấm thẻ thôi mà. Sau này nếu như mọi người muốn đến thì cứ nói. Cảm ơn Di Di. Cảm ơn Di Di. Sau này tổ thiết kế chúng ta đều phải nhờ vào Di Di chiếu cố rồi. Nào 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 nào, chúng ta mời Di Di tiểu thư một ly đi. Thời Ninh, cô còn ngay ra đó làm gì? Còn không đi lấy ly rót rượu cho mọi người đi. Đổi biệt danh từ khi nào vậy? Alo, chồng của Thời Ninh à? Chúng tôi đang ở ngựa cảnh viên, cô ấy sai rồi. Anh mau đến đón cô ấy đi. Nè cô, cô làm gì mà cướp điện thoại của tôi? Cô nói năng cẩn thận chút, cái gì mà cướp chứ? Tổ trưởng, anh xem cô ấy kìa. Tôi chỉ là muốn xem thử chồng cô ấy ra làm sao thôi. Để cô ấy nhìn rõ thôi. Tuổi tác vẫn còn nhỏ mà sao nói chuyện khó nghe quá. Thời Ninh, cô đừng có nhỏ nhen như vậy. Mọi người cũng chỉ là vì muốn tốt cho cô thôi. Tốt cho tôi? Các người rốt cuộc là vì muốn tốt cho tôi hay là muốn thỏa mãn sự tò mò hóng hớt của bản thân? Nếu như các người thật sự muốn tốt cho tôi thì anh cho tôi mấy trăm vạn đi. Tổ trưởng, anh nhìn cô ấy đi, đã nghèo thì thôi, còn ăn dạ với chúng ta nữa chứ. Ai ăn dạ hả? Không phải các người nói là vì tốt cho tôi sao? Cô Thời Ninh, không ngờ cô mới tốt nghiệp đã kết hôn rồi. Thời Ninh, chồng của cô nhìn như thế nào? Có đẹp trai không? Lát nữa giới thiệu cho chúng tôi biết với. Chồng tôi đẹp trai không thì liên quan quái gì đến cô? Cô, cảm ơn vì đã mời nha. Đi đây. Tổ trưởng, Di Di, mọi người nhìn cô ta kìa. Sau này tôi phải dạy dỗ lại cô ta. Nè, người cảnh viên này có thể hát karaoke nữa. Tối nay tôi mời mọi người hát karaoke nha. Hy vọng Di Di tiểu thư có thể chung vui. Được. Gói đem về nhiều đồ ăn như vậy, chắc chắn sẽ có món văn cảnh thích ăn. Sếp đi thông thả. Sếp đi thông thả. Văn cảnh. Bọn họ đây là... À, Khương Tổng vừa mới đi. Bọn họ ra đây để tiễn Khương Tổng. Sao em không thấy Khương Tổng đâu vậy? Anh ấy vừa mới đi rồi. Mọi người về trước đi. Không phải nói là em say rồi sao? Sao em không đợi anh đến đón? Trời ơi, em vốn đâu có uống rượu đâu. Bọn họ lừa anh thôi. Em ở công ty bị người ta ăn hiếp hả? Không có. Chuyện nhỏ thôi mà, tự em có thể giải quyết được. Nếu như có chuyện gì thì em cứ nói với anh. Được, chúng ta cũng không phải trẻ con nữa. Lo cho em vậy à? Nếu như em có chuyện gì không giải quyết được thì em sẽ nói với anh. Hạ Tổng. Đừng có gọi lung tung. Tên tên, em còn mang đồ ăn về cho anh nữa nè. À đúng rồi, chắc là anh đã ăn tối với Khương Tổng rồi đúng không? Không có. Khương Tổng bàn việc với người ta, anh làm gì có cơ hội ngồi chung bàn chứ. Vậy chúng ta đem về hâm nóng lại ăn đi. Được. Đồ ăn ngon như vậy, anh phải ăn thật ngon mới được. Đi. Đi. Chào hai người. Ông ấy đang chào ai vậy? Chào anh hả? Không phải đâu. Anh không quen ông ấy. Em cũng không quen ông ấy. Chắc là nhận nhầm người rồi. Chúng ta mau đi thôi, đi. Chúng ta đi thôi. Hạ Tổng, Thời Đại tiểu thư. Hai người làm sao mà tôi càng gọi thì càng chạy nhanh vậy? À đúng rồi, Thời Đại tiểu thư. Hai người sao lại khoác tay nhau rồi? À, ông nhận nhầm người rồi. Thời Đại tiểu thư mà ông nói đang ở trong phòng kia đó. Tôi chỉ là tài xế thôi, sao dám nhận danh xưng Hạ Tổng gì đó chứ? Chắc là ông định tìm Khương Tổng hả? Khương Tổng đã đi rồi. Xin lỗi nha, nha. Không sao. Cái đó, nếu mà ông tìm Thời Đại tiểu thư thì ông cứ đi đến phòng riêng đó tìm là gặp. Còn nếu như ông muốn tìm sếp của tôi thì ông có thể gọi điện thoại thẳng cho trợ lý của anh ấy. À, được. Vậy nếu như không có việc gì nữa, chúng tôi đi trước đây. À, quý khách đi thông thả, hoan nghênh lần sau lại ghé. Cảm ơn, cảm ơn. Văn cảnh, chúng ta đi thôi. Được. Nè, Đại tiểu thư, để tôi tiễn cô. Trời ơi,
Vừa nãy là Thời Ninh sao? Người đi theo phía sau không phải là chồng mà cô ấy nói đó chứ? Đáng tiếc là không nhìn được mặt. Nhưng mà nhìn dáng vẻ cũng cao ráo thật. Gì gì? Cô có nhìn thấy không? Tôi nhìn thấy rồi, chính là lão già hơn 50 tuổi đó đó. Cái gì? Dì Dì, chắc không phải cô nhìn nhầm rồi chứ? Dì Dì sao mà nhìn nhầm được? Tôi nhìn thấy rõ ràng, chính là lão già đó. Có trách, chúng ta chỉ là gọi chồng của cô ấy đến mà cô ấy đã tức giận như vậy rồi. Hóa ra là được đại gia bao nuôi, cũng tự biết mất mặt cho nên không dám nói. Nhưng nếu lỡ là người nhà của cô ấy thì sao? Dì Dì, cô quá ngây thơ rồi. Cái loại như Thời Ninh là cô nhi không cha không mẹ, vừa tốt nghiệp chắc chắn là được đại gia bao nuôi rồi. Thêm nữa là chính miệng Thời Ninh thừa nhận là chồng của cô ấy mà. Trời ơi, nếu mà tôi nói Thời Ninh này chỉ là chấp nhận sa ngã, chịu đi theo ông già đó, thì còn không bằng đi theo tổ trưởng của chúng ta đây. Tổ trưởng của chúng ta tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn tốt hơn lão già đó nhiều. Đừng nói lung tung, đi karaoke thôi. Nè. Cảm ơn. Nè, ăn cái này đi. Đi làm ngày đầu tiên để bắt tăng ca, đúng là vô nhân tính. Nếu như không phải là công việc quan trọng thì để mai rồi làm. Em mới vừa đi làm ngày đầu tiên, làm sao được giao việc quan trọng chứ? Cũng không biết tại sao bọn họ lại chống đối với em như vậy nữa. Ghét không cần lý do, thích thì mới cần. Nếu như em không muốn đi làm thì đừng đi nữa. Vậy thì làm sao được chứ? Em không thèm lâm trận bỏ chạy đâu. Thêm nữa, nhà mình cũng phải có người kiếm tiền chứ. Có tiền nhưng không thể tiêu xài quang minh chính đại, thật khổ sở quá mà. À đúng rồi, Khương tổng cảm thấy năng lực làm việc của anh rất tốt, nên muốn giữ anh lại bên cạnh, học hỏi thêm, lại còn tăng lương cho anh nữa. Thật sao? Ừ. Tăng bao nhiêu? 3.000. Vậy bây giờ lương mỗi tháng của anh là được 6.000 rồi. Ờ. Đỉnh quá. Như vậy anh đó, ăn thêm nữa đi. Em đi xử lý công việc đã. Để em xử lý công việc xong rồi em sẽ chuẩn bị quà cho anh. Được. Chân Cảnh, xong việc rồi à? Anh mau mặc đồ vào đàng hoàng đi. Thế nào, không dám nhìn hả? Vợ chồng hợp pháp, em có gì mà không dám nhìn chứ? Em nhìn đó thì sao? Chỉ nhìn không thì sao mà đủ? Hay là sờ thử đi. Ai thèm sờ anh chứ? Người nào đang đỏ mặt thèm sờ đó? Em không có đỏ mặt. Anh đừng nói lung tung. Anh... Đợi đã. Chỉ vậy rồi đi hả? À đúng rồi. Nếu mà anh được thăng chức rồi thì cầm thẻ này đi mua cho mình 2 bộ đồ đẹp đẹp đi. Anh cười cái gì? Lần đầu tiên có người đưa thẻ cho anh đó. Trước đây lúc anh làm mẫu nam không có ai đưa thẻ cho anh hả? Không có. Anh rất biết giữ mình trong sạch đó, biết không hả? Em không tin. Anh chỉ cho em xem thôi. Miệng lưỡi dẻo quẹo à. Trong thẻ này không có nhiều tiền, nhưng đã là một nửa tiền tiết kiệm của em rồi đó. Anh nhất định phải cố gắng làm việc. Tuân lệnh. Ninh Ninh, ba mẹ tôi muốn tôi tiếp xúc với vị thiếu gia của Hạ gia. Chắc là cũng muốn kết thôn gia. Đại thiếu gia của Hạ gia là tên đàn ông xấu, thì nhị thiếu gia tốt đẹp cỡ nào chứ? Vậy thì cũng chưa chắc. Tôi nghe nói nhị thiếu gia và đại thiếu gia là cùng cha khác mẹ, nhìn dáng vẻ cũng được lắm, nhưng mà cuộc sống cá nhân hơi loạn. Vậy thì càng không thể được. Nếu bây giờ cô chấp nhận hôn nhân vì lợi ích như vậy, sau này cuộc sống hôn nhân cả đời của cô đều sẽ phải gắn với lợi ích đó. Ninh Ninh, tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao cô lúc đó lại chống đối việc này như vậy. Nhưng mà bây giờ cô tốt rồi, anh chàng mong đẩy nhà cô còn đúng thật là báu vật của nhân gian. Cái đó thì đúng. Khóe miệng của cô cười không khép nổi. Nói, vừa nãy cô đã làm gì rồi? Vừa nãy tôi đi đưa thẻ cho Văn Cảnh. Đợi đã, hình như tôi đưa nhầm thẻ cho anh ấy rồi. Trong thẻ mà tôi đưa cho anh ấy hình như có tới mấy tỷ lận. Tôi không nói nữa, tôi cúp máy trước nha.
rồi. Đúng là đưa nhầm thẻ thiệt rồi. Nếu như mà anh ấy quẹt thẻ, không phải sẽ phát hiện ra rồi sao? Thân phận mình sẽ bị bại lộ mất. Trời ơi, phải làm sao đây? Mình phải nhân lúc anh ấy đang ngủ, mau chóng đổi lại tấm thẻ mới được. Hà Giang Cảnh, anh ngủ chưa? Ngủ rồi thì tốt. Sao mà chỗ nào cũng không có vậy? Anh có thể giấu thẻ ngân hàng đi đâu được chứ? Dưới gối hả? Em đang tìm gì vậy? Thẻ ngân hàng. Nè anh tỉnh từ lúc nào vậy? Nửa đêm nửa hôm mò vào phòng anh, có phải có ý đồ gì với anh không? Ai có ý đồ gì với anh chứ? Là anh kéo em nên em mới ngã xuống được chưa? Anh thả ra. Người bị người ta nửa đêm trèo lên giường là anh mà. Sao em lại xấu hổ? Ai xấu hổ chứ? Lỗ tai đỏ hết cả lên rồi, còn nói là không xấu hổ nữa. Coi khi nào rảnh thì cùng nhau ăn cá đi. Hả? Chứ em thấy anh cũng biết quăng lưới lắm đó. Đợi đã. Không cần thẻ ngân hàng nữa à? Hà Văn Cảnh, em đã cho anh rồi, tại sao còn phải lén lút đi lấy lại? Em đưa nhầm thẻ rồi. Em có nhiều thẻ lắm hả? Không, không phải. Chỉ là không cẩn thận nên lấy nhầm thôi. Anh đưa lại thẻ cho em đi. Thẻ này thì cho anh nè. Em căng thẳng cái gì? Trong thẻ này có nhiều tiền lắm hả? Không có. Đây là thẻ nhận lương của em. Thẻ nhận lương? Sao phải lén lút đi lấy lại? Ai mà lén lút chứ? Em quang minh chính đại đi vào đây mà. Được rồi, em còn chào anh nữa đó. Tại anh ngủ cho nên không nghe thấy thôi. Trời ơi, làm giật cả mình. Hà Văn Cảnh, cái tên lưu manh này. Thôi kệ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa, mình ngủ thôi. Được bao nuôi rồi mà còn đến đây đi làm nữa hả? Chắc để xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập. Thật không ngờ cô ấy đối với lão già hơn 50 tuổi còn có thể cắn mãi không buông. Khó trách cô ấy ở công ty đến Di Di mà còn không thèm để mặt. Dù sao thì nếu có bị đuổi đi thì cũng có người nuôi mà. Nhìn cái gì mà nhìn? Lo làm việc của cô đi. Nào, các cô xem đi. Đây là dự án tuần lễ thời trang lần này. Tổ thiết kế chúng ta trong vòng một tuần phải nộp bản thảo thiết kế. Dự án của tập đoàn Thời Thị, đây là dự án khó làm nhất. Di Di, Thời Ninh, mặc dù hai cô là người mới nhưng mà lần này cũng phải nộp bản thảo thiết kế. Được. Đặc biệt là Di Di, hãy làm tốt nhé. Di Di, dự án tuần lễ thời trang lần này có cô thì nắm chắc 10-10 rồi. Cuối cùng chúng ta không cần bị dày dò nữa. Dày dò? Di Di, đó là dự án của nhà cô mà, cô không biết sao? Tôi vẫn luôn du học ở nước ngoài, vừa về nước không bao lâu, vẫn chưa tiếp xúc với việc kinh doanh của gia đình. Vậy các cô mau nói cho tôi biết đi. Hóa ra là như vậy. Trước đây chúng ta từng hợp tác với tập đoàn Thời Thị. Người phụ trách của bọn họ cực kỳ kén chọn. Một bản thảo thiết kế bà phải sửa đến 180 lần. Cuối cùng vẫn không giành được hợp đồng. Nghe nói là Selena đã giúp bọn họ hoàn thành bản thiết kế cuối cùng. Mỗi lần không ký được hợp đồng, tổ trưởng của chúng ta như phát điên vậy, cứ đè đầu ra chất vấn. Nhưng mà lần này có Di Di,
chúng ta nhất định có thể trở mình. Đúng, thời thị là sản nghiệp của nhà cô. Nếu như lần này cô lấy được hợp đồng, CEO chắc chắn sẽ rất vui. Di Di cần gì phải nhờ vào việc này để làm vui lòng CEO? Di Di của chúng ta dù gì cũng là phu nhân CEO tương lai mà. Nè, đúng rồi Di Di, CEO rốt cuộc là nhìn ra làm sao? Các cô đều chưa từng gặp à? Di Di cô không biết hay sao? Lúc CEO đi làm, đều ngồi xe riêng, đi thang máy VIP, lên thẳng phòng CEO. Sao mà chúng tôi gặp được? Có chức cao lắm, cũng phải có tên trong danh sách dự hợp thì mới gặp. Anh ấy rất dịu dàng, rất chu đáo, đẹp trai nữa. Đối xử với tôi cũng tốt. Thật là hâm mộ cô mà. Di Di, Di Di, cuộc họp tập đoàn lần này, cô có thể đưa chúng tôi cùng tham gia không? Sao vậy Di Di? Là không có cách nào sao? Di Di là phu nhân CEO mà, chỉ chút chuyện nhỏ này sao có thể làm khó cô ấy được? Đúng không Di Di? À đúng, vậy thì chúng ta hứa rồi đó nhé. Chúng tôi sẽ đợi Di Di dẫn chúng tôi tham gia cuộc họp hàng năm của tập đoàn. Di Di, cần tôi lấy xe đưa cô về không? Cảm ơn tổ trưởng, đợi lát nữa sẽ có tài xế nhà tôi đến đón. Tổ trưởng, cho dù là không có tài xế đón, CEO của người ta cũng sẽ qua đón thôi mà. Làm gì cần đến chúng ta chứ? Xem đầu óc tôi này. Vậy như vậy, Di Di à, tan làm sớm đi nhé. Đừng làm việc vất vả quá. Thời Ninh, dự án này phải cố gắng làm cho tốt. Lỡ mà làm hỏng, thì tôi cho cô đẹp mặt. Thời Ninh, bản thiết kế của cô thế nào rồi? Sắp xong rồi. Vậy thì cố lên nha. Cảm ơn. Tài xế của nhà tôi đến đón rồi. Tạm biệt. Alo, Văn Cảnh à? Được, em xuống ngay đây. Tối nay muốn ăn gì? Hồi trước không phải đã nói rồi sao? Ăn cá. Coi khi nào rảnh thì cùng đi ăn cá đi. Em thấy anh cũng giỏi quăng lưới lắm đó. Được, để anh quăng lưới cho em. Nè, đợi một chút. Hình như em chưa tắt máy tính. Em phải lên đó tắt máy cái đã. Vậy chúng ta cùng đi. Được. Máy tính của em bị tắt rồi. Có phải là có đồng nghiệp tắt giúp em không? Em là người cuối cùng đang làm mà. Bản thiết kế của em bị người ta động vào rồi. Có nghi ngờ ai không? Có. Có cần phải báo cảnh sát không? Không cần đâu, em có cách. Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn phải chơi trò rẻ tiền này nữa. Đây là vật may mắn mà bạn của tôi tặng. Trời ơi, tôi, bản thiết kế của tôi xảy ra chuyện gì vậy? Làm giật cả mình. Thì ra là cập nhật phiên bản. La hét ôm sờm là cái gì vậy? Mọi người đều đang phải thiết kế, im lặng đi. Được. Nhìn bộ dạng của Thời Ninh, ngày nào cũng tăng ca. Chắc tưởng thiết kế của mình được chọn thiệt đó. Tôi nghi ngờ ngày nào Thời Ninh cũng tăng làm trễ như vậy. Di Di, có phải cô định nói là buổi tối cô ta sao chép thiết kế của chúng ta hay không? Di Di, cô nói đúng. Nghe nói tác phẩm lúc cô ta phỏng vấn bị nghi đạo của Selena. Có khi lần này đổi sang đạo của chúng ta đó. Đạo của chúng ta cũng không sao, chỉ sợ đạo của Di Di. Di Di, cô phải bảo vệ kỹ thiết kế của mình đó. Đừng để cô ta thành công.
Cô ta chưa biết Di Di chính là cô chủ của tập đoàn Thời Thị đúng không? Nếu Thời Ninh dám đạo nhái thì sự nghiệp thiết kế của cô ta coi như xong. Thời Ninh đâu? Tôi đây trưởng phòng. Tôi đã dặn hàng trăm lần, hôm nay không được tới trễ, không được tới trễ. Cô làm sao vậy? Chúng tôi đợi mình cô thôi đó. Xin lỗi trưởng phòng, tôi có việc đột xuất à? Có việc gì quan trọng hơn việc hôm nay nữa? Đi với đại gia chứ sao? Cô nói gì? Được rồi, tập trung tinh thần cho tôi. Lát nữa Lâm tổng đến, làm mà báo cáo cho tốt. Trưởng phòng cứ yên tâm. Có gì gì ở đây là tôi yên tâm rồi. Giờ tôi đi đón Lâm tổng, các cô lo chuẩn bị đi. Di Di, trông kệ cho cô hết đó. Đây là lần đầu tôi thiết kế nên cũng không nắm chắc lắm. Di Di, cô đừng khiêm tốn nữa. Ngoài cô ra, làm gì cô thiết kế của ai lọt được vào mắt của Lâm tổng nữa. Bản thiết kế của Thời Ninh có khi cũng không tồi đâu. Cô ta hả? Sao so được với cô? Đúng rồi đó. Lâm tổng, mời ông. Mọi người hoan nghênh Lâm tổng đi. Chào Lâm tổng. Đại tiểu thư. Không lẽ nhìn mình giống đại tiểu thư đó lắm sao? Thời Ninh, cô làm gì vậy? Không có gì, mắt tôi có bụi bay vô nên hơi khó chịu thôi. Được rồi, ở đây là Hạ Thị, gọi vậy không phù hợp đâu. Cho trình bày kết quả thiết kế trước đi. Trần Quang, cô trình bày trước đi. Lâm tổng, ông xem, đây là bản vẽ đầu tiên của tôi. Lâm tổng, đây là thành quả của phòng thiết kế Hạ Thị sao? Không chỉ có vậy, hay ông xem sản phẩm của Di Di đi, chắc chắn ông sẽ thích. Di Di, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi. Thiết kế của tôi chủ yếu là kết hợp phong cách trang phục truyền thống, tạo sự kết hợp hoàn hảo giữa chủ nghĩa cổ điển và hiện đại, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ của giới thượng lưu, vừa không làm mất bản sắc văn hóa truyền thống. Vừa rồi là tác phẩm của tôi, cảm ơn Lâm tổng. Lâm tổng, ông có hài lòng với thiết kế của Di Di không? Đúng là rất tốt. Xem ra, lần này bộ phận các anh tìm được kho báu rồi. Di Di là đối tượng đào tạo trọng điểm của bộ phận chúng tôi. Chúng tôi vô cùng tự tin về khả năng thiết kế của Di Di. Mấy người tự tin về khả năng thiết kế của cô ta hay tự tin về khả năng sao chép của cô ta? Thời Ninh, cô nói lung tung gì vậy? Tác phẩm này là của tôi. Tác phẩm này là của tôi. Trưởng phòng Lưu, chuyện này rốt cuộc là sao? Lâm tổng, ông đừng nghe lời Thời Ninh nói lung tung. Lâm tổng, cô ta đạo nhái thành thói. Chắc chắn là cô ta thấy tác phẩm của Di Di đẹp quá nên mới mặc giày muốn chiếm làm của mình. Chưa biết chừng trước đây cô ta sao chép của Di Di, nhưng vì lần này Di Di trình bày trước nên âm mưu mới bất thành. Thời Ninh, còn không mau xin lỗi Di Di và Lâm tổng đi. Đây là tác phẩm của tôi. Chính Thời Di Di sao chép tác phẩm của tôi. Sao tôi phải xin lỗi? Thời Ninh, tôi biết cô đánh giá cao tác phẩm của tôi, nhưng mong cô đừng đứng đây ăn nói lung tung nữa. Cô muốn để cho Lâm tổng xem trò cười hay sao? Thời Di Di, cô giỏi diễn quá đó. Để tôi trao cho cô giải nữ chính xuất sắc nha. Thời Ninh, cô cứ nói Di Di sao chép tác phẩm của cô có bằng chứng hay không? Đương nhiên tôi có bằng chứng. Không thể nào. Thời Ninh, cô nói dối. Tất cả bản ghi từ camera đều nằm trong điện thoại của tôi. Thời Ninh, đừng nói cô không biết camera trong văn phòng chúng ta bị hư mấy ngày rồi nha. Không phải từ camera trong văn phòng. Thứ đồ chơi lần trước cô ta mua quá ra là máy quay. Thời Di Di, cô còn gì để nói không? Đúng, tôi có đụng vô máy tính của cô, nhưng đó là do máy tính tôi bị lỗi. Tôi cần sửa bản thiết kế nên tôi mới mượn máy của cô thôi. Quá ra là như vậy. Chỉ là mượn máy tính thôi. Cô có chứng cứ gì chứng minh Di Di trộm thiết kế của cô chứ? Đúng đó. Thời Ninh, cô không có chứng cứ khác thì cút khỏi đây cho tôi. Lưu Chí Đức,
Sao dám nói vậy với đại? Lâm tổng, ông nói gì? Không có gì. Tôi biết ngay. Dù có video từ camera thì cô cũng không dễ dàng thừa nhận. Nhưng may là tôi có một chứng cứ khác nữa. Sao? Không thể nào. Sao lại không thể được? Bằng chứng nằm trong bản thiết kế. Lúc thiết kế, tôi có một thói quen nhỏ mà người khác không biết. Đó là thích để tên mình giấu trong bản thiết kế. Cô nói bản thiết kế này là của cô. Vậy thì trên này chắc không thể có tên của tôi được. Cô nói bậy. Tôi nói bậy hay không? Để mọi người xem là biết thôi. Có tên của thời Ninh Hiệp kìa. Di Di, cô... Di Di, chuyện này rốt cuộc là sao? Tôi không biết. Chắc chắn là thời Ninh. Chắc chắn thời Ninh có hiếu sửa bản thiết kế. Chắc chắn là vậy. Chắc chắn là như vậy. Thời Di Di, cô nói tôi đụng vô thiết kế của cô. Bằng chứng đâu? Vậy cô có bằng chứng chứng minh mình trong sạch không? Ai chứng minh thì tự tìm chứng cứ. Đạo lý đơn giản như vậy. Đừng nói cô không biết nha. Đủ rồi đó. Chuyện này để nói sau đi. Lâm Tổng còn đang ngồi đây. Các cô cãi qua cãi lại, không mất mặt sao? Lâm Tổng, thật sự xin lỗi ông. Để ông phải thấy điều không hay rồi. Bản thiết kế này tôi rất thích. Vậy chúng ta ký hợp đồng đi. Không vội. Đợi các anh xác định được người sở hữu rồi tính sao? Dạ được, chúng tôi sẽ triển khai sớm. Lâm Tổng, để tôi tiễn ông. Không cần. Di Di, đến văn phòng tôi chút đi. Đại tiểu thư, sao hôm nay cô không để tôi dạy dỗ kẻ trộm bản thiết kế của cô? Chú Lâm, con giấu thân phận đến đây thực tập mà. Sao để chú ra mặt giúp con được? Vậy mà kệ họ ức hiếp con sao? Sao vậy được? Chú Lâm, chú yên tâm đi. Con biết tự bảo vệ mình mà. Được. Từ nhỏ con đã rất có chính kiến. Chú tin tưởng con. Cảm ơn chú Lâm. Đúng rồi đại tiểu thư. Thiết kế hiện tại của con gần như không nhìn ra được phong cách trước đây nữa. Dùng tiếp thiết kế trước đây thì lại bị hiểu lầm là đạo nhái Selena nữa. Vậy nên con mới đổi phong cách. À đúng rồi chú Lâm. Chú tuyệt đối không được tiết lộ thân phận của con cho họ nha. Mấy đứa trẻ con đúng là... Được, chú đảm bảo không tiết lộ thân phận con. Sao thời Ninh và Lâm Tổng lại đi cùng nhau? Không lẽ... Các cô đoán xem tôi mới quay được gì nè. Sao ồn ào dữ vậy? Có cái gì thì nói mau đi. Di Di, tôi chụp được thời Ninh nói chuyện với Lâm Tổng đó. Cái gì? Quan hệ của họ nhìn là biết không bình thường rồi. Hèn gì hôm nay Lâm Tổng cứ bên thời Ninh. Quá ra bọn họ có gian tình. Di Di, lão già mà lúc trước cô nhìn thấy ở Ngự Cảnh Viên có khi nào là Lâm Tổng hay không? Nghe cô nói như vậy hình như đúng là giống thật. Nhưng mà Lâm Tổng hình như có gia đình rồi mà. Nói như vậy là thời Ninh phá hoại gia đình của người khác sao? Hèn gì hôm nay ông ta không coi Di Di ra gì. Quá ra là bảo kê cho Tiểu Tam. Lúc nãy trưởng phòng kêu tôi đưa quyền sở hữu tác phẩm cho thời Ninh là do Lâm Tổng yêu cầu. Cái gì? Sao bọn họ quá đáng vậy? Di Di không thể tha cho họ được. Đúng đó Di Di, cô là đại tiểu thư nhà họ Thời, phải thể hiện thái độ với họ. Chuyện này tôi đã hứa với người nhà, khi chưa có thành tựu gì thì không được nhờ người nhà giúp đỡ. Vậy thì gặp giám đốc đi. Tôi không muốn anh ấy phân tâm vì chuyện nhỏ này. Vậy cô định để mặc họ cướp tâm huyết của cô hay sao? Thời Ninh sửa thiết kế của tôi, giờ lại muốn trộm quyền sở hữu tác phẩm. Tôi nhất định sẽ không để yên đâu. Như vậy đi, hai cô giúp tôi một việc nha. Như vậy không ổn lắm đâu. Có gì mà không ổn? Có Di Di rồi còn lo cái gì? Được, cô cứ yên tâm đi. Chúng tôi đảm bảo sẽ hoàn thành. Dự án với tập đoàn Thời Thị sẽ do cô phụ trách. Vậy hình phạt cho Thời Di Di đâu? Hình phạt sao? Thời Ninh, cô nhìn rõ tình hình hiện tại đi. Dự án này cho cô phụ trách là chúng tôi đã nhượng bộ lắm rồi. Người của Hạ Tổng thì có đặc quyền phải không? Thôi kệ, không rảnh diễn phim cung đấu với mấy người. Cô mới lẩm bẩm gì đó. Tài liệu này đem tới phòng tổng giám đốc để tổng giám đốc đích thân đọc rồi ký tên.
Được. Để tôi xem. Tổng giám đốc Hạ Thị này mày ngang mũi dọc ra sao? Đây là kết quả mà các anh tốn 3 tháng để làm ra sao? Đã kém còn không cố gắng. Gà mổ cũng làm tốt hơn các anh. Tổng giám đốc, cho chúng tôi thêm thời gian đi. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thiện phương án. Chắc phải cho 3 năm mới vừa. Cũng không cần nhiều vậy đâu. Anh mau im miệng đi. Tôi cho các anh một tuần nữa. Lần này đảm bảo sẽ đưa ra một phương án khiến tổng giám đốc hài lòng. Được rồi, đi đi. Đừng làm phiền tổng giám đốc. Chào anh, phòng tổng giám đốc ở đâu vậy? Đi thẳng đến cuối đường là tới. Được, cảm ơn anh. Trợ lý Khương, im lặng đi. Sao lại quay lại? Tổng giám đốc, phu nhân tới. Hả? Nhân viên còn đứng đây kìa. Tổng giám đốc, trợ lý Khương, hai anh đang làm gì vậy? Đúng rồi, anh. Tôi sao? Đầu hói, bụng phệ, hoàn toàn phù hợp. Tổng giám đốc, đây có tính là tai nạn lao động không? Chào tổng giám đốc, tôi là Thời Ninh ở phòng thiết kế. Tôi có thể vào được không? Tới rồi kìa. Kể từ bây giờ, anh là tổng giám đốc. Hả? Hả gì mà hả? Qua đây ngồi mau lên, không kịp giải thích đâu. Tổng, Văn Cảnh, sao anh lại ở đây vậy? Em vào đi đã. Khương tổng, sao anh cũng ở đây vậy? Tôi đưa Văn Cảnh đến bàn chuyện làm ăn với Hạ tổng. Đúng vậy. Ninh Ninh, hôm nay em tới tìm anh, tìm Hạ tổng có việc gì không? À đúng rồi, tài liệu này cần tổng giám đốc đọc qua và ký tên. Tôi ký được không? Tổng giám đốc, chuyện công ty anh hỏi anh ấy làm gì? Bình thường Hạ tổng đều vậy, rất thích nói giỡn. Hạ tổng, hay anh đọc hợp đồng trước đi. Được, vậy mọi người cứ tự nhiên. Cô Thời, dạo này ở Hạ Thị thích nghi được chưa? Cũng tạm. Vậy tốt rồi. Hạ tổng này đúng là bị hói trước tuổi. Anh làm gì mà kích động vậy? Em nói đúng. Nhưng mà hình như ngoài đầu hói ra, nhìn hơi già trước tuổi, và cô chọc phụ nữ hơi kỳ ra thì cũng không khó nói chuyện giống như người ta đồn. Em nghe ai đồn gì nữa sao? Ai cũng nói Hạ tổng cực kỳ ngạo mạn, tính khí nóng nảy, giết người như rạ vậy đó. Dù gì cũng là tổng giám đốc, không thể làm chuyện phạm pháp được. Đó là nói phóng đại lên thôi. Sao anh khờ quá vậy? Hôm nay anh và Khương tổng đến bàn vụ làm ăn gì vậy? Bí mật công ty. Được rồi, hai anh phải ráng làm tốt đó. Cố lên. Hạ tổng, anh ký xong chưa? Bản hợp đồng với Thời Thị này, bản hợp đồng với Thời Thị này, chuyện là hôm nay Hạ tổng hơi bận. Hay cô Thời cứ về làm việc đi. Lát nữa chúng tôi bàn việc với Hạ tổng xong thì sẽ đưa về Thời Thị luôn. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy cô ra ngoài đi. Được, vậy tôi đi trước nha. Tổng giám đốc,
Anh cứ giấu như vậy không phải là cách hay đâu. Sớm muộn gì phu nhân cũng biết. Chuyện gì vậy? Phu nhân không biết thân phận của tổng giám đốc sao? Anh đừng để lộ đó. 10 giờ sáng mai là nghiệm thu rồi. Tối nay cô nhớ canh chừng cho kỹ, đừng để xảy ra rắc rối gì. Trưởng phòng yên tâm. Về rồi sao? Đói rồi đúng không? Tủ lạnh nhiều đồ ăn lắm. Anh nấu cơm cho em nha. Nấu mì là được rồi. Lát nữa ăn xong em tắm rồi đến công ty luôn. Được. Ăn dụng snack của em đúng không? Đâu có. Tuyệt đối không có. Đây là gì? Là dấu snack của em dưới sofa. Đây là lần thứ mấy rồi? Một lần chứ mấy. Vậy tối hôm trước ai nhai rụp rụp trong phòng khách vậy? Là chuột sao? Rất có khả năng. Nên mình phải tổng vệ sinh nhà thôi. Anh nghĩ em bị khờ sao? Đâu dám. Đói rồi đúng không? Để anh nấu mì cho em. Thêm trứng vô. Được. Thấy sao? Ngon lắm. Ai vậy? Trưởng phòng em. Tối rồi còn gọi làm gì? Alo. Thời Ninh, cô đi đâu rồi vậy? Tôi đang ở nhà. Sao vậy? Nếu không phải tôi thấy lo rồi chạy tới công ty, thì có phải cô định mặc kệ đống hàng mẫu luôn không? Tôi về nhà ăn cơm, tắm rửa rồi quay lại canh chừng mà. Canh chừng sao? Hàng bị phá hoại hết rồi, cô canh chừng kiểu đó sao? Cái gì? Tập đoàn Hạ Thị chưa từng xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Hậu quả nghiêm trọng như vậy cô có gánh nổi không? Giờ tôi sẽ tới liền. Để anh đưa em đi. Chuyện này là sao đây? Nếu không vì cô rời vị trí thì số đồ này sao bị phá hoại được? Trưởng phòng, rõ ràng là có người cố ý phá hoại mà. Không được, tôi phải kiểm tra camera. Tôi mới kiểm tra bên phòng an ninh về. Trong thời gian này chỉ có cô ra vào đây thôi. Chuyện này cô phải chịu trách nhiệm. Sao lại vậy được? Trước khi tôi về nhà mọi thứ đều ổn. Nếu không có ai vào đây, không lẽ ma phá hoại sao? Không được, tôi phải kiểm tra lại. Kiểm tra cái gì? Cô mau nghĩ cách xử lý chỗ này đi. Nếu không, cô cứ đợi bị kiện, bồi thường vi phạm hợp đồng đi. Trưởng phòng, rõ ràng có người muốn hãm hại tôi mà. Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết là cô không hoàn thành trách nhiệm của mình. Trước 10 giờ sáng mai, tốt nhất dọn sạch chỗ này cho tôi. Nhưng mà... Không nhưng gì hết. Tự giải quyết đi. Ninh Ninh, sao lại tới đây? Kêu anh về nghỉ ngơi sớm đi mà. Tại anh lo cho em mà. Anh nghe thấy hết rồi. Em có cần giúp không? Không cần. Anh cũng thấy rồi đó. Chắc chắn em phải sửa đồ thâu đêm rồi. Sáng mai anh phải đi làm. Mau về nghỉ ngơi trước đi. Anh về cũng không ngủ được. Nhưng ở đây cũng không giúp được gì. Hay anh tra camera giùm cho. Được. Cô Di Di, việc cô giao tôi đã làm xong rồi. Nhưng mà cô có chắc việc này không liên lụy đến tôi không? Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cô đã dẫn dắt. Thực sự
Đại diện của Thời Thị sắp tới rồi, trưởng phòng đi đón rồi. Nghe nói lần này đến nghiệm thu đều là lãnh đạo cấp cao của Thời Thị, để xem Lâm tổng kia thiên vị Thời Ninh kiểu gì. Trần Quang, cô làm tốt lắm, yên tâm đi, tôi sẽ không bạc đãi cô đâu. Cảm ơn Di Di. Hình lần trước cô chụp chuẩn bị xong chưa? Cô yên tâm đi, chuẩn bị xong hết rồi. Lần này Thời Ninh sẽ phải cuốn gói ra đi. Lâm tổng, mời ông. Những người này là nhân viên của phòng thiết kế, ông từng gặp rồi đó. Nhà thiết kế Thời Ninh đâu? Cô ấy từ sáng đến giờ chưa xuất hiện. Cái gì? Ngày quan trọng như vậy mà dám tới trễ sao? Chưa biết chừng, giờ vẫn đang ở phòng đồ mẫu. Mau gọi điện thoại kêu cô ta đến đây mau. Biết bao nhiêu người đợi mình cô ta thì ra thể thống gì nữa. Xin chào, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Điện thoại tắt máy rồi. Đừng nói cô ta không dám tới nha. Tôi thấy nhà thiết kế Thời Ninh không phải người như vậy. Hình như mọi người hơi hà khắc với cô ấy. Lâm tổng, nói vậy quan cho chúng tôi quá. Phòng thiết kế luôn đặt năng lực lên hàng đầu. Người yếu kém vô trách nhiệm, không lẽ muốn chúng tôi tân bốc sao? Đừng nhìn mặt bắt hình dung. Có vài người đã có gia đình, bộ dạng thật thà nhưng vẫn lén vợ đi ngoại tình mà. Lâm tổng thấy đúng hay không? Vẫn không gọi điện được. Trưởng phòng, có khi nào cô ta lâm trận bỏ chạy thật không? Đồ mẫu thiết kế xong rồi, sao lại lâm trận bỏ chạy? Hay là chúng ta đến phòng đồ mẫu xem sao? Khoan đã, hay đợi Thời Ninh đến rồi hẳn vào đó? Không cần đâu, Thời Ninh chắc không dám tới đâu. Đúng vậy, chúng ta mau vào đi, đừng chậm trễ nữa. Không có gì phải vội, vẫn chưa đến 10 giờ mà. Nghe nói Lâm tổng làm việc như sấm rền gió cuốn, nhưng không ngờ lại quan tâm nhân viên quèn như vậy. Ai biết quan tâm nhân viên quèn hay chỉ quan tâm Thời Ninh thôi. Cái gì? Không có gì. Các vị, chúng ta cứ vào trong đi. Đúng, vào rồi đợi cũng được. Xin chào. Tôi không đến trễ chứ. Thời Ninh, cô vẫn dám tới sao? Sao lại không dám chứ? Nãy giờ cô đi đâu? Tôi thấy còn dư thời gian nên chạy đi ăn sáng. Vẫn còn tâm trạng ăn hay sao? Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất. Tôi phải dùng trạng thái tốt nhất để đón công việc một ngày mới. Sao lại không được ăn? Được rồi, cô đã tới rồi thì vô xem đồ mẫu đi. Làm gì mà vội vàng vậy? Vẫn chưa đến giờ mà. Thời Ninh, cô đang che giấu gì vậy? Vào sớm mấy phút cũng đâu có ảnh hưởng gì. Đừng nói là đồ mẫu bị cô phá hư rồi nha. Được rồi, sớm vài phút cũng được. Mở cửa đi. Được. Đẹp thật đó. Đại tiểu, nhà thiết kế Thời Ninh, trang phục cô thiết kế rất đẹp. Đúng là rất đẹp. Nhưng mà hình như thành phẩm hơi khác so với bản thiết kế. Không dám giấu gì mọi người, số đồ mẫu này tối hôm qua bị người ta phá hoại. Tôi và người nhà thức trắng đêm mới chỉnh sửa xong. Bị trộm sao? Phòng ngày phòng đêm, khó phòng giặt nhà. Thời Ninh, cô nói bậy gì vậy? Cô đừng có nói bóng nói gió. Có giỏi thì lấy bằng chứng ra. Các cô tưởng phá hoại camera là êm chuyện hay sao vậy? Thời Ninh, rốt cuộc cô muốn nói gì đây? Muốn khôi phục băng ghi hình cũng không phải là gì khó. Tôi xem video rồi. Người phá hoại đồ mẫu đang ở đây. Cô nói bậy. Tôi nói bậy hay không? Cô không có quyền phán, cảnh sát mới phán được. Ý cô là sao? Sáng nay lúc đi ăn sáng tôi đã nhân tiện đem được bằng chứng luôn rồi. Cô điên rồi sao? Trưởng phòng, sao mảnh cấu quá vậy? Tôi... Đây là việc nội bộ công ty, giờ cũng giải quyết xong rồi mà. Cô báo cảnh sát làm gì? Đương nhiên là để đòi công bằng cho mình và công ty rồi. Chúng tôi nhận được báo án, mời Trần Quang phối hợp điều tra. Ai là Trần Quang? Di Di, tôi không muốn ngồi tù. Cô mau cứu tôi đi. Nếu chuyện này không liên quan tới tôi thì tôi mới giúp được, cô hiểu không? Khoan đã, Thời Ninh, cô tưởng chuyện cô làm tiểu tam không ai biết hay sao? Đi. Bỏ tôi ra, tôi tự đi. Lâm tổng. Thời Ninh, cô vô liêm sỉ quá đó. Thời Ninh, Lâm tổng có gia đình rồi, sao cô dám phá hoại nhà người ta? Lâm tổng, ông xem, đúng là nhảm nhí. Lâm tổng, hình này là ai chụp vậy? Nhìn ông trẻ quá luôn nè. Lâm tổng lấy việc công để tư lợi, chỉ định Thời Ninh làm người phụ trách. Thời Thị không quản chuyện này hay sao?
Các cô hiểu lầm rồi. Lâm Tổng và nhà thiết kế thời Ninh tuyệt đối không có quan hệ không chính đáng nào đâu. Hình ảnh có đây mà cậu không tin hay sao? Chỉ dựa vào một tấm hình thì chứng minh được gì chứ? Nếu không có vấn đề gì, sao phải nói chuyện ở góc khuất? Góc khuất mà cô nói có camera chỉ thẳng đó. Mà hơn nữa, trong số hình này, tôi và Lâm Tổng đều giữ khoảng cách phù hợp. Sao trong mắt các cô lại thành có vấn đề? Không lẽ cứ người khác giới đứng cùng với nhau đều có gian tình sao? Cho tôi xin, đừng nghĩ ai cũng dơ bẩn như mình. Hình này là do ai chụp? Hình do Trần Quang chụp. Chúng tôi nghi ngờ cũng hợp lý thôi. Chuyện này tôi sẽ giao cho luật sư truy cứu trách nhiệm. Ông nói chuyện với đại tiểu thư kiểu gì vậy? Cái gì? Đại tiểu thư nào? Lời của Di Di mà cũng không tin. Di Di là đại tiểu thư của thời thị các người đó. Cô nói gì? Cô nói cô ấy là đại tiểu thư thời thị sao? Sao vậy? Cái đại tiểu thư nhà mình mà cũng không nhận ra hay sao? Di Di, bao giờ dỗ bọn họ đi. Im đi. Di Di, tôi cứ tưởng thời Di Di có thân phận gì lớn khiến các cô dốc sức nịnh bợ. Quá ra là đại tiểu thư nhà họ thời. Bây giờ biết sợ rồi đúng không? Ngu xuẩn. Cô nói bậy gì vậy? Đại tiểu thư rõ ràng là... Cô là đại tiểu thư thì sao? Được tùy tiện du khống hay sao? Coi trí nhớ tôi kìa. Nhiều năm không gặp đại tiểu thư, suýt nữa không nhận ra cô. Nhưng mà đại tiểu thư, chắc cô cũng biết rõ, trước nay tôi làm việc luôn rất công bằng, tuyệt đối công tư phân minh. Quá ra là họ không nhận ra, đúng là ngu xuẩn. Lâm Tổng trước nay công tư phân minh, chắc là chuyện này đúng là hiểu lầm rồi. Di Di, được rồi đừng nói nữa, đã là hiểu lầm thì kết thúc ở đây luôn đi. Trưởng phòng, tôi hơi mệt, tôi về nghỉ ngơi đây. Được được, Di Di, cô về nghỉ ngơi đi. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi. Đã xóa bỏ hiểu lầm rồi thì số đồ mẫu này được rồi. Tôi sẽ báo cáo. Chúng ta đi thôi. Tối hôm nay sao anh mua nhiều món quá vậy? Chúc mừng em hợp tác thành công với thời thị, được lên chính thức sớm. Cảm ơn anh. Ăn nhiều lên. Đương nhiên em phải ăn nhiều. Những thứ này mua bằng tiền xương máu của mình mà. Anh đi nghe điện thoại đã. Em đi nghe điện thoại đã. Tổng giám đốc, chiều mai tôi đến đón anh đi dự buổi đấu thầu đất nha. Không cần, mai tôi tự đi được rồi. Vậy tôi sẽ đợi anh ở đó. Tiểu thư, chiều mai chú tới đón con đi dự buổi đấu thầu đất nha. Không cần đâu chú Trần, mai con tự bắt xe đi. Chú và ông nội cứ đợi con ở đó là được. Chiều mai anh có chút việc bận. Chiều mai em có chút việc bận. Chiều mai anh bận họp với Khương Tổng. Chiều mai em bận đi làm thêm với An An. Sao thứ bảy mà em không nghỉ ngơi? Thì tích tiền để mua nhà mà. Anh cũng có nghỉ ngơi đâu. Cuối tuần còn phải bàn việc làm ăn với Khương Tổng. Vất vả rồi. Anh cũng vất vả rồi. Thời lão gia, lâu rồi không gặp. Thời lão gia, đây là cháu gái ông đại tiểu thư thời Ninh đúng không? Đúng là quá xinh đẹp. Đẹp thì có ích gì đâu. Nó cứng đầu lắm. Ông nói gì vậy? Nghe nói đại tiểu thư mới đi du học nước ngoài về, sau này chắc sẽ sớm tiếp quản cơ nghiệp của ông. Con bé này mà ngoan như vậy thiệt thì tôi được hưởng phúc lâu rồi. Ông nội, nhìn thấy chưa? Nói mấy câu mà nó cáu rồi. Tính khó chịu lắm. Do được ông nội chịu hư đó. Nghe nói hôm nay Hạ Tổng của Hạ Thị cũng đến. Anh ấy cũng rất quan tâm đến đất đai. Xem ra có khả năng trúng thầu nhất là thời thị và Hạ Thị. Thời lão gia, chúng tôi xin chúc thời thị đấu thầu thành công. Đến lúc đó đừng quên giúp đỡ chúng tôi nha. Đúng vậy. Tổng giám đốc Hạ Thị tới rồi. Tổng giám đốc Hạ Thị tới rồi. Sao Hạ Tổng lại đi cùng với Khương Tổng? Vậy chẳng phải hợp đồng? Cậu nhóc Hạ Thị tới rồi. Hôm nay hai đứa có dịp gặp nhau rồi.
chết rồi. Mình phải mau trốn thôi. Ông nội, con có chút việc nên đi trước nha. Lại đi đâu nữa? Con phải phụ trách buổi đấu thầu này, không được đi. Ông nội, ông nội nhân từ thả cho con đi đi mà. Rốt cuộc con thấy ai mà hoảng sợ vậy? Không lẽ là tên nhóc Hạ Thị sao? Đương nhiên là không rồi. Không phải. Ông nội, hôm nay nội không được nói cho ai con là cháu gái nội đâu đó. Năn nỉ nội luôn. Nếu mà nội đồng ý, con đảm bảo lát nữa sẽ quay lại ngay. Được không? Nếu con dám không quay lại. Nhất định mà, con sẽ quay lại sớm thôi. Con đi nha. Tổng giám đốc, có chuyện rồi. Làm gì mà hốt hoảng vậy? Tôi mới thấy phu nhân. Cái gì? Thật đó, vừa rồi cô ấy chạy vụt ra đằng kia. Có chắc là không nhìn lộn không? Tuyệt đối không lầm. Là phu nhân, dù có quá thành trò, tôi cũng nhận ra. Cô ấy nói đi làm thêm, không lẽ là phục vụ ở đây? Chào cô, bộ đồ này cô có bán hay không? Hả? Hên là không có ở đây. Cô Thời Ninh. Cô Thời Ninh, sao cô ăn mặc như vậy? Tôi trải nghiệm cuộc sống. Ông nội tôi đâu? Thời lão gia sao? Tôi thấy ông ấy và tổng giám đốc Hạ Thị đến phòng nghỉ bên cạnh đợi khai mạc buổi đấu thầu. Vậy có hai người đi cùng Hạ tổng sao? Đúng vậy. Chết rồi, sao họ lại tụ lại một chỗ với nhau? Cầm dùng tôi chút nha. Lần này cậu chắc chắn sẽ trúng thầu. Đối với Hạ Thị, Thời Thị luôn là một đối thủ và đối tác đáng tôn trọng. Thời lão gia, dù công hay tư, tôi cũng hy vọng hai gia tộc có thể duy trì quan hệ tốt đẹp như hiện tại. Nói hay lắm. Dự án đất này quá lớn. Với lực thực hiện tại của hai nhà thì dù là ai trúng thầu cũng đều có thể gặp vấn đề. Nên hôm nay tôi muốn hỏi ông là có dự định để hai nhà hợp lực không? Thời lão gia, tôi đem trà tới rồi đây. Thời lão gia, tôi đem trà tới rồi đây. Quản gia Trần, đợi chút. Sao vậy? Thời lão gia, chuyện đột ngột quá, nên lát ông phối hợp với tôi được không? Cậu không nói gì thì sao tôi phối hợp được? Không kịp giải thích đâu. Có khi nào họ đang nói về mình không? Văn Cảnh, sao anh lại ở đây? Anh tới bàn việc với Khương tổng. Em tới làm thêm. Em tới đưa trà đúng không? Để anh giúp cho. Không cần, để em tự đem vô được rồi. Hai người đứng trước cửa thầm thì gì vậy? Thời lão gia, trà của ông đây. Con bé này, cả ông, cả lá trà mà cũng lấy lộn. À đúng rồi, đều tại tôi. Thời lão gia, phía ban tổ chức nói buổi đấu thầu sắp bắt đầu, hay ông xuống lầu ngồi trước đi. Cũng được.
Cậu thật sự rất không tồi. Đi theo Tiểu Khương, ráng làm cho tốt. Dạ. Tiểu Hạ, đề nghị vừa rồi của cậu, tôi sẽ về cân nhắc thật kỹ. Dạ được. Ông đi thong thả. Tổng giám đốc còn gây cấn hơn cả phim hành động. Ông nội, ông ngồi đây đi. Gì mà lén lút vậy? Ông muốn ngồi hàng đầu chính giữa. Ông nội, chúng ta phải khiêm tốn. Chú Trần cũng ngồi đi. Con ngồi đi. Chú ngồi đi mà. Không phải bọn ta, mà là con. Đó là chồng con đúng không? Nó chưa biết thân phận của con chứ. Ông nội, ông đúng là hai mắt tinh tường, quan sát chi tiết, IQ vượt trội. Được rồi, đừng có nịnh nọt nữa. Con ăn mặc như vậy là ông hiểu liền. Dù bây giờ con giấu được, nhưng lát nữa cậu ấy theo lại đây để xem con tính sao. Ông nội. Được rồi, dẹp ý đồ của con đi. Con nói muốn phụ trách buổi đấu thầu này mà. Ông sẽ không nhúng tay đâu. Ông thấy là con đang tự rước rắc rối đó. Con có biết chồng con là ai không? Là ai vậy? Con có biết chồng con là ai không? Là ai vậy? Nó chính là... Ông nội, không được tiết lộ thân phận con. Sao cô ấy đứng hoài vậy? Phục vụ thì luôn phải đứng. Tổng giám đốc, ở đây hầu như đều biết anh. Lát nữa sao đấu thầu được? Lát nữa đừng dơ biển. Anh tự tranh thầu sao? Chứ sao nữa? Được. Vậy anh cảm thấy lần này tỷ lệ hợp tác với thời thị khoảng bao nhiêu? Thời lão gia nói cân nhắc thì chắc sẽ được thôi. Lát nữa đấu thầu thử thăm dò là biết thôi. Ông nội, lát nữa con dơ bản đấu thầu giùm ông nha. Không sợ lộ thân phận sao? Thì phục vụ dơ bản giúp khách là bình thường mà. Ông yên tâm đi, con diễn xuất tốt lắm. Được. Chào mừng mọi người đến với buổi đấu thầu đất ngoại ô phía Tây. Diện tích đất đấu thầu lần này là 1,36 triệu mét vuông. Giá khởi điểm đấu thầu là 9 tỷ tệ. Bây giờ bắt đầu đấu thầu. Tập đoàn Trương Thị 9,5 tỷ. Tập đoàn Hứa Thị 9,8 tỷ. Tập đoàn Thời Thị 10 tỷ. Xem ra thời lão gia nhờ phu nhân anh dơ bản dùng. Anh thấy trùng hợp không? Hạ Thị 10,5 tỷ. Dù mấy người để chăn cảnh ra tay thì tôi cũng không đương tay đâu. Vợ ra tay rồi, thôi vậy. Cứ thăm dò tiếp. Tập đoàn Thời Thị 11 tỷ. 11 tỷ rưỡi. 12 tỷ. 12 tỷ rưỡi. 13 tỷ. 14 tỷ. 15 tỷ. 15 tỷ rưỡi. Hai bên cạnh tranh căng quá, chúng tôi quyết định nghỉ giải lao. Ông nội à, còn đấu nữa là lỗ to đó. Hay là tranh thủ lúc giải lao sang bàn chuyện hợp tác với Hạ Thị đi. Đi. Nói với tên nhóc đó là có thể hợp tác. Dạ. Ông nội, hồi nãy mọi người ở phòng chờ nói về chuyện hợp tác phải không? Vậy sao còn để cho con đấu với họ? Làm con tốn quá trời tiền. Ông đã giao quyền cho con,
con không gật đầu thì ông đâu dám vượt quyền. Được rồi. Con nghĩ được việc hợp tác với Hạ Thị thì tiền này không uổng đâu. Con có khờ đâu. Nhưng con ghét tên nhóc nhà họ Hạ mà. Làm gì có ai chê tiền đâu chứ. Hạ Tổng, anh nóng lắm sao? Đâu có. Chúc mừng Hạ Thị và Thời Thị hợp tác thành công. Việc hợp tác giữa Hạ Thị và Thời Thị sẽ do cháu gái tôi toàn quyền phụ trách. Hả? Hả? Làm gì phản ứng ghê vậy? Cô có phải cháu tôi đâu. Thời lão gia, tôi kích động thay ông thôi mà. Ông nội đừng có hại con. Được rồi, tôi cũng mệt rồi. Xin phép về trước. Dạ được, ông đi thong thả. Hạ Tổng, chào anh. Nghe danh đã lâu, tôi... Anh, đây là Hạ Tổng sao? Phải rồi, sao vậy? Anh là Hạ Tổng sao? Sao anh là Hạ Tổng được? Anh nhận lầm người rồi đó. Đây mới là Hạ Tổng. Hả? Đúng vậy. Được rồi. Có gì nói chuyện sau. Anh về trước đi. Được. Sao lại nhận lầm người được chứ? Chắc là do anh có khí chất tổng tài. Thôi bớt đi. Tổng tài nào mà lương tháng 6.000 tệ? Sao lại không được? Kiếm 6.000, cho em xài 5.500. Phải trả tiền thuê nhà nữa. Mấy giờ em tan làm? Buổi đấu thầu xong rồi. Bây giờ em về được rồi đó. À đúng rồi, có phải anh còn phải đưa Khương Tổng và Hà Tổng về hay không? Không cần đâu, tôi và Hà Tổng đều có tài xế tới đón. Hai người về trước đi. Đúng vậy, hai người về trước đi. Được. Được, vậy chúng tôi về trước nha. Đi, về nhà thôi. Được, về nhà. Chân cảnh. Văn Cảnh, Diêu An An, bạn thân của Hạ Văn Cảnh. Diêu An An, cậu về hồi nào vậy? Mình mới xuống máy bay, nghe nói cậu ở đây nên mình tới tìm cậu. Chào mừng cậu về nước. Văn Cảnh, tối nay mình đi ăn. Xin lỗi, tối nay mình không rảnh. Văn Cảnh, chúng ta ra kia nói chuyện đi. Nói ở đây đi. Nhưng mình muốn nói chuyện riêng. Vậy thì khỏi. Không sao, cô cứ nói, em ra ngoài đợi. Không sao. Không sao đâu mà. Em ra ngoài đây. Bây giờ nói được chưa? Văn Cảnh, mấy năm rồi mình không gặp nhau, sao cậu không thèm quan tâm mình vậy? Mình kết hôn rồi, phải giữ khoảng cách với phái nữ. Cậu cưới rồi sao? Với nhỏ phục vụ kia sao? Phải. Cậu kết hôn, tại sao mình không biết? Mình mới đăng ký thôi, chưa làm đám cưới. Cậu cưới để đối phó bác trai thôi đúng không? Thì mình cũng được mà. Chúng ta thân nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, hiểu rõ nhau cũng hợp tính nhau mà. Mình rất yêu vợ mình, chứ không phải cưới để đối phó ai. Cũng không có ý định ly hôn. Bây giờ không có, sau này cũng càng không có. Cậu không sợ mình nói với bác trai cậu cưới một đứa chạy bàn sao? Tùy cậu. Nhưng mà người như cô ta cưới cậu chỉ gì? Xin lỗi, vợ mình đang đợi mình về ăn cơm. Mình đi trước đây. Văn Cảnh. Em đừng đi nữa. Tối nay muốn ăn gì? Đó là ai? Đó. Bạn gái cũ đúng hay không? Hả? Hả gì mà hả? Sao lại nghĩ đó là bạn gái cũ anh? Em đoán đại thôi. Vậy thì cũng tùy tiện quá. Đúng vậy phải không? Không phải, chỉ là bạn bình thường thôi. Không thể bình thường hơn nữa. Bạn bình thường sao? Bạn bình thường sao cô ta thân thiết dữ vậy? Em thấy cũng đẹp đôi đó. Anh làm gì vậy? Em có sốt đâu. Anh mới sốt đó. Không sốt thì tốt. Em bình thường chút đi.
Anh sợ đó. Anh muốn chết sao? Thiệt tình. Sao cô lại ở đây? Tôi tới đi làm thôi mà. Cô không phải làm phục vụ sao? Đi làm thêm thôi. Cô cứ giam cảnh là vì tiền đúng không? Hả? Đừng giả đò nữa. Tôi biết rõ ý đồ của cô. Ra giá đi. Muốn bao nhiêu mới rời xa nấy đây? 5 triệu đủ không? Anh ấy chỉ đáng 5 triệu với cô thôi sao? 5 triệu mà còn chưa đủ. Đúng là cưới vì tiền mà. 10 triệu đủ cho cô khỏi lo ăn mặc nửa đời sau đó. 10 triệu sao? Không đủ tiền thuê nhà nữa. Cô Diêu, tuy là cô rất xinh đẹp, nhưng mà cô không thể nói bậy được. Tôi biết tôi rất xinh đẹp, nhưng đừng tưởng cô khen tôi là tôi sẽ cho thêm tiền. Cũng không đến đổi chỉ 10 triệu đó chứ. Cô Diêu, cô đang coi thường tôi hay coi thường Hạ Văn Cảnh vậy? Vậy cô muốn bao nhiêu? Cô nói với tôi cũng vô ích. Đi tìm Hạ Văn Cảnh nói đi. Xin lỗi nha, tôi sắp trễ giờ rồi. Alo Thủy Bằng, cậu đang ở đâu? Chuẩn bị đi xem mắt Thiên Kim nhà họ Hứa. Sao vậy? Ba em kêu chị tới nhận việc đúng không? Cái đó tính sao đi? Anh trai của cậu cưới rồi đó biết không? Cái gì? Chị cho cô ta 10 triệu để rời xa Văn Cảnh, mà cô ta còn chỉ ít nữa đó. Cô ta muốn bao nhiêu? Ai mà biết? Cô ta cưới Văn Cảnh chắc chắn là vì tiền. Một ả đào mỏ sao? Chứ còn cái gì nữa? Thôi, hỏi cậu cũng như không. Chuyện Văn Cảnh kết hôn, đừng nói với bác trai. Cúp đây. Mọi người, tôi xin giới thiệu một đồng nghiệp mới. Đây là Diêu An An, là nhà thiết kế cao cấp mà Hạ Tổng đưa từ nước ngoài về. Chào mọi người, gọi tôi An Na là được. Sao cô cũng ở bộ phận này vậy? Đương nhiên là tôi tới làm việc rồi. Các cô quen nhau sao? Không quen. Chào cô, chào mừng cô gia nhập. Gọi tôi là Tiểu Hà được rồi. Người này là Thời Di Di, Thiên Kim nhà họ Thời. Cô là người nhà họ Thời sao? Cô là người nhà họ Thời sao? Thiên Kim nhà họ Thời sao mặc đồ nhái? Đồ nhái hả? Cô nhìn lộn thì có. Di Di toàn mặc đồ giới hạn toàn cầu. Nhà tôi nhiều quần áo hãng này lắm. Thật hay nhái, tôi nhìn cái là ra liền. Nếu không tin, ra tiệm mà kiểm tra. Di Di, chắc do giúp việc nhà tôi tráo đồ. Dám dùng đồ nhái để lừa tôi. Là một nhà thiết kế mà cũng không phân biệt được đồ thật hay giả. Tôi rất nghi ngờ chuyên môn của cô. Nhưng đồ của cô ta lại đều là thật. Sao lại như vậy được? Sao cô ta mua được đồ mắc như vậy chứ? Cô ta không mua nổi, nhưng đàn ông của cô ta mua nổi. Ai mà chẳng biết cô ta nhớ được một lão đại gia. Cô nói lung tung gì vậy? Ai là lão già? Chồng của Thời Ninh đó. Anh ấy không phải lão già. Nếu các cô còn dám nói bậy nữa, tôi sẽ khiến cho các cô biến khỏi đây. Cô Di Di của chúng tôi là vợ sắp cưới của Hạ Tổng. Dù là cô cũng không có tư cách nói câu đó. Vợ sắp cưới hả? Cô không có gì muốn nói sao? Tôi có gì phải nói chứ? Không ngờ cô lại hèn tới như vậy. Các cô cãi nhau, đừng lôi tôi vô được không? Tôi không hiểu nổi sao anh ấy lại yêu được người như cô. Cái này liên quan gì tới anh ấy? Đương nhiên có liên quan. Thời Di Di là... Alo, xin chào. Thời Ninh. Đúng rồi, anh là ai vậy? Tôi là em trai Hạ Văn Cảnh. Trưa nay cô rảnh gặp tôi không? Tôi có chuyện cần nói với cô. Được, gửi địa chỉ cho tôi đi. Quán cà phê dưới lầu Hạ Thị. Được. Hạ Thủy Bằng, em trai Hạ Văn Cảnh. Thời Ninh. Phải. Xin lỗi cô, lúc nãy vì một cô gái không biết tốt xấu làm lỡ thời gian nên tôi đến trễ. Người anh ta nói có khi nào là An An không? Mình nghĩ gì vậy không biết. Anh tìm tôi có việc gì vậy? Để hỏi về chuyện liên quan tới Hạ Thị. Hạ Thị sao? Cái này không nên hỏi tôi. Chuyện của cô tôi biết hết rồi. Cái gì?
Anh biết hết rồi sao? Vậy anh nói với Hạ Văn Cảnh chưa? Vẫn chưa. Chỉ cần cô đồng ý với tôi một chuyện, tôi sẽ giữ bí mật giúp cô và cho cô 10 triệu. Thế sao? 10 triệu sao? Coi như tiền công đi. Vậy anh muốn tôi làm gì? Tôi muốn bản vẽ thiết kế cốt lõi của dự án đất ngoại ô mà Hạ Thị phụ trách. Anh muốn vu khống Hạ Thị đạo nhái sao? Cái gì mà vu khống? Chúng tôi chỉ muốn giành đăng ký bản quyền trước, đến lúc đó sẽ thành Hạ Thị đạo nhái của chúng tôi. Tôi không thân với phòng kiến trúc. Cô chắc chắn sẽ có cách. Sao anh biết tôi có đồng ý hay không? Dù sao, chắc cô cũng không muốn hôn nhân tan dở mà. Chắc cô cũng không muốn hôn nhân tan dở mà. Tôi biết tình cảm giữa vợ chồng cô rất tốt. Nhưng vậy thì đã sao? Cô nghĩ xem, nếu Hạ Văn Cảnh biết chuyện này thì sẽ ra sao? Hơn nữa, chị Anna đã về nước rồi. Chị Anna và anh tôi là bạn thân thanh mai trúc mã đó. Tôi tin cô là một người thông minh. Khi nào anh cần? Trong vòng 7 ngày. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Mình có nên chủ động nói thật thân phận không? Thân phận gì vậy? Sao anh đi không phát ra tiếng vậy? Tại em lo suy nghĩ quá đó chứ. Nói đi, định nói gì với anh? Khai thật thì khoan hồng, kháng cự thì nghiêm phạt. Thì... là như vậy. Em trai của anh hôm nay tìm gặp em. Cái gì? Anh... nó nói gì với em? Anh làm gì hốt hoảng vậy? Nó không tốt đẹp gì đâu. Đừng tin lời nó nói. Cậu ấy nói muốn hợp tác, kêu em giúp cậu ấy trộm bản thiết kế dự án mà Hạ Thị và Thời Thị hợp tác, rồi cho em 10 triệu tệ. Em đoán chắc chắn có người đứng sau, chứ không cậu ấy lấy đâu ra 10 triệu. Vậy thôi hả? Chứ sao nữa. Anh tiếp xúc nhiều với Hạ Tổng, anh nghĩ anh ta có chịu phối hợp không? Nó muốn bản thiết kế thì em cứ đưa cho nó. Bản thiết kế phía Hạ Tổng không chỉ có một bản. Được, vậy mấy ngày nữa em hẹn gặp cậu ấy. Có đem đồ tới không? Có đem tiền không? Cô vẫn quan tâm tiền sao? Đương nhiên rồi. Khó khăn lắm tôi mới lấy được thiết kế, đương nhiên phải đòi tiền rồi. Còn nữa, không ảnh hưởng tới Thời Thị chứ? Yên tâm, tôi chỉ có một mục đích thôi. Trong này có 5 triệu. Sao nói 10 triệu mà? Phần còn lại, xong việc tôi sẽ đưa sau. Dù sao thì tôi cũng đâu biết bản vẽ cô đưa có vấn đề gì hay không đây. Hai cuộc gặp của chúng ta đều ghi âm rồi. Nếu tôi đưa nó cho Hạ Thị, chắc họ sẽ vui lòng đưa tôi 10 triệu đó. Cô không sợ tôi công khai chuyện của cô sao? Cùng lắm thì chết chung thôi. Được, đúng là người anh hai tôi yêu, nham hiểm lắm. Trong này còn có 5 triệu nữa. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình thôi. Ngoài cái này ra, chắc không còn chứng cứ gì khác chứ? Yên tâm đi, tiền trao cháu múc. Được.
Alo Văn Cảnh, em xong việc rồi. Cô xem, đường nét ở đây rất tốt. Nhưng tôi cảm thấy phần tay áo có thể sửa lại một chút. Cả buổi sáng, cô chết dí ở đâu vậy? Sao xui vậy không biết. Tôi đi làm chút chuyện, Hạ Tổng đã duyệt rồi. Anh không tin thì hỏi Hạ Tổng đi. Hạ Tổng sao? Cô dụ dỗ Lâm Tổng bên thời thị chưa đủ, bây giờ còn bám chồng sắp cưới của Di Di sao? Thời Ninh, đừng nói cô tưởng anh ấy sẽ yêu loại người như cô nha. Ăn nói lung tung. Chồng sắp cưới của cô sao? Thời Di Di, đóng giả đại tiểu thư lâu quá nên tưởng thật luôn sao? Cô nói bậy gì vậy? Nếu Di Di không phải đại tiểu thư thì sao có thể lấy cho mỗi người chúng tôi một tấm thiệp mời tiệc thường niên của tập đoàn được? Đáng tiếc Di Di không định đưa cho cô. Tôi cũng không ham. Hơn nữa tôi muốn dự tiệc thì dễ lắm. Mắc cười, lúc nào cũng ra vẻ mạnh miệng. Lúc đó đừng hòng đi ké thiệp mời bọn tôi. Ai ké thì là chó. Anna, lúc nãy cô nói có mối quan hệ rất tốt với nhà thiết kế Selena đúng không? Nhân bữa tiệc này, cô có thể mời cô ấy đến chỉ bảo thêm cho chúng ta không? Cô và Selena có quan hệ rất tốt sao? Không chỉ quan hệ tốt đâu, Anna học thiết kế đều là vì Selena đó. Selena là nhà thiết kế vĩ đại nhất thế giới này. Cũng không ghê gớm tới mức đó đâu. Cô dựa vào đâu mà nói vậy? Cô nghi ngờ khả năng thiết kế của Selena sao? Cái đó thì không. Thiết kế của Selena là độc nhất vô nhị trên đời. Mà tôi từng được Selena khen khi tham dự một cuộc thi quốc tế. Cuộc thi quốc tế sao? Đừng nói là cuộc thi ở Pháp hồi một năm trước nha. Chính là lần đó thiết kế của tôi đạt giải vàng đó. Tiếc là lần đó không gặp được Selena. Nhưng mà tôi đã xin được thông tin liên lạc rồi. Từ đó khi gặp vấn đề về thiết kế, tôi đều thỉnh giáo cô ấy và luôn được cô ấy phản hồi. Chúng tôi còn thường xuyên tặng quà cho nhau. Tặng quà sao? Quà cô tặng mắc tiền không? Không tặng đồ mắc tiền làm sao thể hiện tình bạn được? Tôi nghĩ có thể cô bị lừa rồi. Cô không tin lời tôi sao? Tôi chỉ cảm thấy sao Selena có thể tùy tiện nhận quà của người khác được. Chúng tôi là bạn thân mà. Nhưng mà tôi nghe nói trong cuộc thi một năm trước đó, Selena đau bụng nhập viện chứ không hề tham dự. Cô ấy cũng đâu cho ai thông tin liên lạc của mình đâu. Tôi nghĩ là cô bị lừa thật rồi. Cô kiểm tra lại xem sao. Cô không tin đúng hay không? Nếu đã vậy, tới hôm đó cô cứ mời Selena tới để Thời Ninh mở mang tầm mắt. Mời thì mời. Tôi có chuyện muốn nói. Nói đi. Tôi không quan tâm tại sao cô ở bên Văn Cảnh, nhưng mà tôi nhất định phải có được anh ấy. Biết rồi, tôi nghiêm túc đó. Biết rồi mà. Sao cô phản ứng kiểu đó hả? Chứ cô muốn sao đây? Nếu anh ấy bị cô cướp khỏi tay tôi, chứng tỏ anh ấy chỉ có như vậy, sao tôi phải tốn công níu kéo? Lúc đó tôi sẽ coi thường cả hai người. Làm như cô không cưới anh ấy vì tiền vậy. Đúng đúng đúng, tôi ham tiền của anh ấy. Ly hôn còn được chia đôi tài sản nữa. Cuối cùng cô cũng thừa nhận. Cô rảnh nói với tôi mấy cái này, chi bằng đi tra Selena giả đi, đỡ mất công bị lừa nữa. Thời Ninh, sao cô cứ nói đó là giả vậy? Selena về nước lâu rồi, cô hỏi giám khảo cuộc thi đó là biết. An An, cục cưng, tan làm chưa? Đi uống vài ly không? Dẫn người mẫu nam Mông Công đi luôn. An An, tối nay mình phải tăng ca, cậu tự đi chơi đi. Tạm biệt. Cô còn tìm mẫu nam nữa sao? Không thấy có lỗi với Văn Cảnh hả? Nghe tôi ngụy biện. À không, nghe tôi giải thích đi. Không phải như cô nghĩ đâu. Đừng hòng lừa tôi. Tôi mới nghe rõ rành rành. Cô tìm người mẫu nam Mông Công. Thậm chí cả bạn cô cũng biết. Đừng hòng lừa tôi. Tôi mới nghe rõ rành rành. Cô tìm người mẫu nam Mông Công. Thậm chí cả bạn cô cũng biết. Người mẫu nam đó chính là Hạ.
Đừng nói nữa, tôi sẽ nói chuyện này với Giang Cảnh. Cô cứ đợi đó đi. Người gì kỳ cục? Tổng giám đốc, anh không thấy mệt sao? Cậu nói xem, cầu hôn ở bữa tiệc ra sao thì mới không bị đánh đây. Không nghiêm trọng vậy đâu. Cậu không có vợ, sao hiểu được? Lần nào anh bị đánh cũng là vì ăn dụng snack của phu nhân. Lẩm bẩm cái gì đó. Vậy thôi khỏi đi. Dù sao hai người cũng cưới rồi. Không được. Bữa tiệc đó là cơ hội tỏ tình tốt nhất. Vậy tỏ tình thôi, khỏi cầu hôn. Càng không được. Người khác có thì Ninh Ninh cũng phải có. Qua đây. Sao vậy? Diễn tập chút, cho thuộc lời thoại đi. Tôi và anh sao? Chứ sao nữa? Đứng thẳng. Ninh Ninh, anh yêu em. Em đồng ý lấy anh không? Em đồng ý. Hai người. Em đồng ý. Hai người. Cô Anna, chúng tôi chỉ đang luyện tập thôi. Luyện tập, cô đừng hiểu lầm nha. Giang Cảnh, sao vô mà không gõ cửa? Ra ngoài. Tổng giám đốc, sao anh không giải thích? Đã để người ta đi, lỡ anh bị hiểu lầm thật thì sao? Hai thằng đàn ông giải thích gì? Chính vì là hai thằng đàn ông nên mới dễ bị hiểu lầm đó. Được rồi, cậu cũng ra đi. Nhớ sắp xếp buổi tiệc cho tốt. Nếu có sơ suất gì, tôi sẽ hỏi tội cậu. Dạ. Đúng rồi, tổng giám đốc. Phía nhị thiếu gia, cứ làm theo kế hoạch. Dạ. Trong này có 10 triệu tệ. Như vậy đi, Hạ tổng 5 triệu, chúng ta mỗi người 2 triệu rưỡi. Thế sao? Hạ tổng nói không lấy. Vậy thì anh 5 triệu, em 5 triệu được không? Chẳng sao hết. Vậy anh 7 triệu, em 3 triệu. Anh là người xin Hạ tổng bản vẽ mà. Cho em hết đó. Em giữ đi. Vậy anh không sợ em ôm tiền chạy sao? Em nghĩ em chạy được sao? Anh đừng coi thường em. Em mà muốn chạy thì có nhiều cách lắm đó. Anh cười vậy là có ý gì chứ? Anh nghi ngờ em sao? Anh đâu dám. Em thấy anh dám lắm. Anh đang đặt giả thiết thôi mà. Được rồi, nói chuyện chính sự đi. Nói đi. Hôm tiệc của tập đoàn, anh có lời muốn nói. Hôm tiệc của tập đoàn, anh có lời muốn nói. Có gì thì anh nói giờ luôn đi. Sao cứ phải đợi tới hôm đó? Bây giờ nói, có thể em sẽ giận. Vậy tới hôm đó nói thì em không giận hay sao? Chắc có. Nhưng ít nhất em sẽ không đánh anh. Em đánh anh hồi nào? Đừng vu khống em chứ. Em đừng kích động. Vậy đến lúc đó em cũng thú thật với anh một chuyện. Chuyện gì vậy? Bây giờ em chưa nói được. Giờ nói thì có thể anh sẽ giận em. Được. Nhưng mà anh dự tiệc của Hạ Thị có phải vì Hạ Thụy Bằng không? Bản thiết kế của Hạ Thị sẽ được công bố trong buổi tiệc đó. Vì hôm đó Hạ Thụy Bằng chắc chắn sẽ ra tay. Đúng. Sao cậu ta lại ra tay với Hạ Thị? Chắc não có vấn đề. Đúng vậy. Cái này thấy đẹp không? Đẹp thật đó. Mình quyết định sẽ nói thật với anh ấy trong bữa tiệc. Cậu nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Mình cũng nói với ông nội luôn rồi. Đến lúc đó, sau khi nói với anh ấy, mình sẽ cho gặp ông nội. Lỡ anh ấy không chấp nhận thì sao? Thì cũng không thể giấu mãi được. Ninh Ninh, cậu thảm rồi. Lún sâu vào tình yêu rồi. Cậu đừng nói giỡn nữa mà. Mình sắp bị tình yêu dìm chết rồi. Cậu đừng thở dài nữa.
Mà cậu nói anh ấy có chuyện muốn nói với cậu mà. Lỡ đâu anh ấy cũng là con nhà giàu thì sao? Sao như vậy được? Cậu giới thiệu cho mình mà. Cũng đúng. Nhưng mà anh ấy cũng có chuyện giấu cậu. Coi như hai người què nhau. Mong tốt nhất là như vậy. Cậu đừng thở dài nữa. Sắp phải đi dự tiệc rồi. Đi sắm chiến bào thôi. Không cần đâu. Giang Cảnh nói anh ấy sẽ chuẩn bị cho mình. Lỡ bộ đó không đẹp thì sao? Cậu phải tin vào thẩm mỹ của mình. Chắc chắn đẹp hơn của anh ấy. Hơn nữa công ty của cậu có người mạo danh cậu mà. Như dịp này cho họ lóa mắt đi. Được. Tiêu tiền là thú vui của mình. Đi thôi. Đi. Thời Ninh. Sao cuối tuần đi uống cà phê cũng gặp cô vậy? Cô cũng dám dùng tiền Giang Cảnh cho để mua đồ cho người mẫu nam hay sao? Hả? À đúng rồi. Lần trước cô kêu sẽ nói với Giang Cảnh chuyện tôi bao nuôi người mẫu nam mà. Chưa nói hả? Tôi sẽ nói. Một lúc đó biết sự thật, cô sẽ không tức tới khóc. Ý cô là sao? Ý tôi là gì? Cô tự hỏi hại Giang Cảnh đi. Bày đặt ẩn ý. Đúng rồi. Cô tra chuyện về Selena chưa? Ai cần cô lo? Ninh Ninh. Đó là ai vậy? Cô ta là em gái hàng xóm hồi nhỏ của Hạ Văn Cảnh. Thanh Mai Trúc Mã sao? Vậy có liên quan gì đến bí danh Selena của cậu vậy? Cô ta thần tượng Selena. Sau đó cô ta học thiết kế cũng là vì Selena. Nhưng có người mạo danh mình lừa tiền cô ta. Nhìn cô ta cũng thông minh mà. Sao lại bị lừa qua mạng vậy? Ai mà biết. Cậu còn tùy tiện xông vào mà không có cửa. Mình sẽ nhờ cảnh sát can thiệp đó. Mình có chuyện rất quan trọng cần nói. Liên quan tới Thời Ninh. Nói đi. Thời Ninh lấy tiền của cậu bao nuôi người mẫu nam. Thời Ninh lấy tiền của cậu bao nuôi người mẫu nam. Mình đã mấy lần nghe thấy cô ta và bạn khen người mẫu đó. Vậy sao? Khen như thế nào? Khen là mông đất công, dáng cao chân dài. Còn gì nữa không? Sao cậu không giận? Tại sao mình phải giận? Cô ta lấy tiền cậu để bao nuôi người khác. Cô ấy không lấy tiền của mình. Cũng không bao nuôi người khác. Ý cậu là sao? Người mẫu đó là mình. Cái gì? Là của cậu sao? Anh yêu em. Em đồng ý lấy anh không? Em đồng ý. Hạ Văn Cảnh. Cậu thích đàn ông sao? Văn Cảnh. Không ngờ cậu là loại người đó. Cậu thích đàn ông, tại sao còn cưới phụ nữ? Mình còn tưởng tin đồn ngoài kia là giả. Cậu hiểu lầm Thời Ninh. Quá ra cô ta chính là công cụ tội nghiệp. Cậu hiểu lầm rồi. Đừng ngụy biện nữa. Lừa một cô gái để che giấu tính hướng của mình. Cậu đúng là quá đáng. Mình. Thôi. Cậu nói xong chưa? Xong rồi thì đi đi. Bị tôi vạch trần mà cậu không thấy hổ thẹn hay sao? Hạ Văn Cảnh. Tôi đúng là mù mắt nên lâu nay mới thích cậu. Sau này mà còn thích cậu thì tôi là chó. Bữa tiệc tối mai tôi sẽ nói chuyện này với Thời Ninh. Di Di, lần này nhờ có cô mà bọn tôi mới được dự tiệc của tập đoàn. Có gì đâu, bỏ một đống tiền mua vé mời mà. Phải tranh thủ làm quen lãnh đạo cho đỡ uổng tiền. Đây đều là các lãnh đạo mà bình thường không thể tiếp xúc. Di Di, dẫn chúng tôi đi gặp Hà Tổng đi. Hôm nay anh ấy bận lắm, lần sau đi. Được rồi. Đó là Thời Ninh mà. Sao cô ta vào được đây? Qua đó xem thử. Văn Cảnh, anh đang ở đâu? Thời Ninh, sao cô lại ở đây? Sao tôi không được ở đây? Đừng nói là Lâm Tổng. Dẫn cô vô đây nha. Thời Ninh, đừng làm phòng thiết kế mất mặt. Mau cút đi. Tôi được mời tới đây. Tại sao tôi phải cút? Ai lại đi mời Tiểu Tam dụ dỗ chồng của người khác chứ? Nhìn rõ chưa? Đây không phải giấy mời thì là cái gì? Chắc chắn là giả rồi. Giấy mời này đúng là thật. Anna, tưởng cô đi mời Selena mà. Cô ấy ở đây. Cái gì? Ở đâu? Thời Ninh chính là Selena. Cái gì? Cái gì?
Kiểm tra rồi sao? Dù sao đi nữa, tóm lại... Cảm ơn cô. Cô mới nói gì vậy? Tôi chưa nghe rõ. Cảm ơn cô. Thời Ninh là Selina sao? Sao lại vậy được? Tôi điều tra ra rồi. Thời Ninh thực sự là Selina. Nhưng mà tôi lại không ngờ cô còn là đại tiểu thư nhà họ Thời nữa. Hạ Thị xuất hiện kẻ mạo danh cũng là điều tôi không ngờ. Cái gì? Thời Ninh là đại tiểu thư nhà họ Thời sao? Sao vậy được? Vì gì mới là đại tiểu thư nhà họ Thời? Thời Ninh, Diêu Anna nói dối vô lý như vậy không chán hay sao? Câu này tôi hỏi cô mới đúng đó. Giả mạo đại tiểu thư nhà họ Thời lâu như vậy, đừng nói là tự lừa mình luôn rồi nha. Cô nói bậy gì vậy? Muốn chứng minh cô là đại tiểu thư cũng dễ thôi. Chủ tịch tập đoàn Thời Thị ở đằng kia, cô dám qua đó hay không? Không thấy ông nội đang bàn việc với lãnh đạo hay sao? Bây giờ qua đó phá rối họ thì cô gánh nổi hay không? Yên tâm đi, nhìn ông nội là biết không phải đang bàn công việc rồi. Nếu đã vậy, Di Di dẫn chúng tôi qua đó chào hỏi chủ tịch, cho Thời Ninh hết ngạo mạn đi. Đúng đó Di Di, dẫn chúng tôi qua chào hỏi đi. Ông nội đang bàn công việc, muốn bị chửi thì tự mà đi. Vẫn giả đò sao? Ai giả đò? Được, cô không muốn qua cũng được. Họ đang qua đây rồi. Ông nội cô sang đây. Cô chạy đi đâu vậy? Bỏ ra, tôi không bỏ. Con bé này lại quỵ gì nữa vậy? Di Di, ông nội gọi cô kìa, mau qua đi. Đừng để ai đó mặc dậy mạnh miệng nữa. Tôi... Ông nội... Gọi ai ông nội vậy? Tuổi còn trẻ mà mắt mờ rồi sao? Chủ tịch, đây là cháu gái Thời Di Di của ông mà. Ăn nói lung tung. Cô ta chính là người mạo danh đại tiểu thư ở Hạ Thị. Cô chính là người mạo danh cháu gái tôi để tác quái tác quái ở Hạ Thị. Mà Lão Lâm nói sao? Mạo danh sao? Sao lại vậy được? Chủ tịch, ông có nhìn rõ không? Di Di, cô nói gì đi chứ? Tôi chưa già đến nỗi cháu gái mình mà cũng không nhận ra đâu. Chú Lâm nói sẽ giữ bí mật giùm con, sao lại đi nói với ông nội rồi? Nếu cứ giữ bí mật, chắc con lật cả trời lên mất. Ông nội nói hơi quá rồi đó. Thời Ninh, cô mới là đại tiểu thư nhà họ Thời sao? Cô đúng là đê tiện, dám lừa bọn tôi, còn hại Trần Quang bị bắt nữa. Liên quan gì tới tôi? Từ các cô ngu sao trách tôi? Cô, đại tiểu thư đều đã Thời Di Di lừa chúng tôi. Nếu tôi biết cô là đại tiểu thư thì chắc chắn sẽ không giúp cô ta rồi. Đại tiểu thư đều là lỗi của cô ta. Chú Trần, từ hôm nay con không muốn thấy Thời Di Di và hai kẻ ai vua bên cạnh cô ta nữa. Dạ, đại tiểu thư. Đây là tập đoàn Hạ Thị, các người không có quyền đó. Ném vài người đi thôi mà. Người đâu? Đuổi ba kẻ này ra ngoài, phong soát toàn ngành cho tôi. Đại tiểu thư. Coi kìa, cháu rể của ông tới rồi. Thời Ninh, Thời Ninh, Thời Ninh, cô là đồ đê tiện. Cô dám lấy bản vẽ giả lừa tôi, ra tay đánh phụ nữ. Cậu được dạy như vậy sao? Anh hai, anh biết cô ta đã làm gì không? Cô ấy làm gì tôi không quan tâm, nhưng việc cậu làm tôi biết rõ đó. Thay vì ở đây làm loạn thì lo nghĩ xem sau này sinh tồn kiểu gì đi. Ý anh là sao? Cậu tưởng Hạ Thị vẫn sẽ nuôi kẻ ăn cháo đá bát như cậu sao? Tôi có cổ phần của Hạ Thị, đừng hòng đuổi tôi đi. Cậu quên rồi sao? Trên hợp đồng đã viết rất rõ, nếu cậu làm gì tổn hại tới tập đoàn Hạ Thị thì tôi có quyền tịch thu chức vụ và toàn bộ cổ phần của cậu. Sao lại vậy được? Khương Húc, nhị thiếu gia, trên hợp đồng đã viết rất rõ, hai ngày tới phòng pháp lý sẽ liên hệ với cậu. Tôi có chuẩn bị rất nhiều bản sao, cậu muốn xé tiếp không? Tôi không đưa cổ phần thì anh làm gì được tôi? Làm gì mà cãi nhau ồn ào vậy? Ba, mẹ, anh hai muốn tịch thu cổ phần của con, dồn con vào đường cùng. Anh gọi chú Hạ là ba sao? Vậy anh là tổng giám đốc Hạ Thị hay sao? Ninh Ninh, nghe anh giải thích đã. Anh là tổng giám đốc Hạ Thị hay sao? Hứa An An biết xem bói hay sao? Ninh Ninh, nghe anh giải thích đã. Không, không cần giải thích. Ninh Ninh, Thời Ninh, cô giả ngây thơ cái gì? Cô cưới anh tôi chẳng phải vì tiền sao? Hỗn láo, nói lung tung gì vậy? Ba, con không nói lung tung. Bản thiết kế mà con gửi là do cô ta lấy trộm. Cô ta nhận 10 triệu để phản bội anh hai, nhưng anh hai mặc kệ, đòi ra tay với em ruột, muốn đuổi cùng giết tận em trai mình, chắc chắn cùng một dục với cô ta. Ba, sao ba lại đánh con? Ông Hạ,
gì thì nói đàng hoàng, xong lại đánh con. Mà nghe nó nói gì kìa, mình mắc lỗi không biết hối cải mà còn đổ lỗi cho người khác. Tao dạy mày như vậy sao? Ba, anh hai muốn đuổi con ra khỏi nhà kìa, đó là do mày làm sai. Thời lão gia, xin ông đừng tức giận. Thằng ngỗ nghịch này, tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại nó. 10 triệu tệ còn không bằng một chiếc xe của cháu gái tôi. Cháu gái sao? Còn ngơ ra đó làm gì? Mau xin lỗi đại tiểu thư nhà họ Thời đi. Cô là thiên kim nhà họ Thời sao? Cô là thiên kim nhà họ Thời sao? Đúng vậy. Cô bị điên sao? Ăn nói kiểu gì vậy? Ba, cô ta phối hợp với anh hai để đối phó con, cố ý hãm hại con. Ba, con nhỏ mà trí nhớ kém vậy. Rõ ràng anh chủ động liên lạc với tôi, chủ động đề nghị hợp tác với tôi mà. Tôi chỉ tương kế tượng kế thôi. Tôi đủ rồi. Mày cứ liên tục rước họa cho tao. Lần này tao sẽ mặc kệ mày. Ba, ông Hạ, tôi chỉ già thôi chứ chưa chết. Hạ thị phát triển như hôm nay rốt cuộc dựa vào ai? Trong lòng tôi rõ nhất. Hai mẹ con bà còn âm thầm giở trò phá hoại sự hòa thuận trong nhà. Tôi sẽ đưa hết cổ phần của mình giao cho Văn Cảnh. Sao ba lại? Thôi, con bớt nói lại đi, mau đi đi. Các người cứ đợi đó. Đi thì đi. Khốn nạn. Thời lão gia, thật sự xin lỗi ông. Thủy Bằng chỉ nhất thời hồ đồ, chứ không có ý xấu đâu. Thời lão gia, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào chỗ ngồi đi. Nào, mời ông. Đến lúc phải giải thích rồi đó. Đến lúc giải thích rồi đó. Tổng giám đốc, phu nhân, có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói. Khoan đã, để tôi nói trước. Khoan đã, để tôi nói trước. Cậu đừng có nói bậy. Tôi chỉ muốn nói ra sự thật cho cô ta. Kẻ khốn lừa đảo như cậu phải bị dạy dỗ. Tổng giám đốc, anh làm gì có lỗi với phu nhân sao? Nói bậy gì vậy? Chứ sao lại bị chữ khốn nạn? Ninh Ninh, em đừng nghe họ nói bậy. Tôi không nói bậy. Cậu giấu chuyện mình thích đàn ông, lừa Thời nên cưới cậu, như vậy chưa đủ khốn nạn hay sao? Tổng giám đốc, lúc trước tôi định giật chồng của cô là tôi sai, nhưng giờ tôi đã biết là mình sai rồi. Bây giờ tôi chỉ mong cô nhìn rõ bộ mặt thật của cậu ta, đừng để cho cậu ta lừa nữa. Có phải đang có hiểu lầm gì hay không? Làm sao mà hiểu lầm được? Cô là đại tiểu thư của Thời thị và là Selina, dù cưới rồi vẫn tái hôn được. Đời người còn nhiều người đàn ông tốt lắm. Tôi sẽ giới thiệu vài người cho cô, chúng ta tha hồ mà chọn. Diêu Anna, đừng có quá đáng quá. Lúc tôi nhắc tới người mẫu nam của Thời Ninh thì cậu cười, còn nói đó là của cậu. Cậu dám nói cậu không thích đàn ông nữa hay sao? Không cần tai nữa thì đem quyên tặng cho người cần đi. Hôm đó tôi nói tôi là người mẫu chứ không phải của tôi. Vẫn ngụy biện sao? Sao cậu là người mẫu nam được? Nếu là người mẫu nam Mông Công thì đúng là Văn Cảnh đó. Mông Công? Thật đó. Nhưng lần trước ở văn phòng tôi thấy cậu quỳ xuống tỏ tình với trợ lý Khương, còn nói yêu anh ta nữa mà. Cô hiểu lầm rồi, chuyện đó là có lý do. Lý do gì mà khiến một người đàn ông quỳ cầu hôn một người đàn ông khác? Đó là đang tập cầu hôn. Cô thấy chưa, hai người kết hôn rồi mà anh ta vẫn quỳ cầu hôn với người khác. Cô thấy chưa, hai người kết hôn rồi mà anh ta vẫn quỳ cầu hôn với người khác. Mình đang tập cầu hôn vợ mình. Nói vậy hiểu chưa? Là như vậy, tổng giám đốc nghĩ người khác có thì phu nhân cũng phải có, nhưng vì quá căng thẳng nên phải tập trước vài lần. Cảnh cô thấy là anh ấy đang luyện tập. Chuyện các anh nói là thật sao? Tuyệt đối chính xác. Ninh Ninh, đi theo anh. Nhân buổi tiệc hôm nay, tôi muốn tuyên bố một chuyện rất quan trọng. Mong mọi người đang ngồi đây có thể giúp tôi chứng giám. Ninh Ninh, anh yêu em. Em có đồng ý lấy anh không? Đồng ý đi. 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 Cô Diêu, cô lại muốn giật chồng nữa sao? Làm vậy là thất đức lắm đó. Ai thèm. Nếu sớm biết đó là Selina, còn lâu tôi mới ngu ngốc như vậy. Cô nói gì? Tôi nói cầu hôn nơi công cộng, đúng là phô trương quá đáng.
Tổng giám đốc nói cầu hôn trước mặt mọi người chứng tỏ anh ấy bằng lòng vì phu nhân mà trở thành người bị ràng buộc, tự nguyện đeo gông xiềng lên mình. Em đồng ý. Em không giận chứ? Em cũng giấu thân phận mình mà. Chúng ta quề nhau. Cảm ơn vì duyên phận ly kỳ đã cho anh gặp em.